tiếng Anh. Dễ rồi hả? Bấm màu. Cái xác mà lấy nước lên uống đâu được chưa? Đây, ẩn đi nhá. Alo, xin chào các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta gặp nhau vào một chủ đề liên quan đến lọc máu hấp phụ trong điều trị bệnh COVID-19 nặng. Thưa các bạn, thì các cái kỹ thuật lọc máu ấy, thì chúng ta đã biết rồi, ở Việt Nam ta ứng dụng vào khoảng 15 năm nay. Thế thì trong COVID-19 nặng này chúng ta ứng dụng như thế nào và khi nào chúng ta làm, thì hôm nay xin phép được trao đổi với lại các bạn. Trong phần này tôi trình bày có ba cái thứ. Thứ nhất, chúng ta điểm qua lại cái bệnh học của virus SARS-CoV-2 gây ra thế nào. Thứ hai là các biện pháp điều trị. Thứ ba là vai trò của lọc máu trong điều trị SARS-CoV-2. Đây là cái con số mà mắc và tử vong. Xin nhắc lại con số này, nó đã lạc hậu ngay rồi mấy ngày trước, bây giờ nó lên gần 400 rồi ở Việt Nam rồi. Nhưng mà chúng ta rất là đáng ngại, đến đây trong khoảng có khoảng hơn một tháng thôi và từ khoảng 20.000 bệnh nhân mới gần 400.000. Đấy, đấy là những cái nó rất là con số tăng khủng khiếp. Thứ hai là tỷ lệ tử vong trước kia chúng ta rất là ít, có 86 bệnh nhân mà cho đến ngày hôm nay có lẽ là khoảng gần 9.000 rồi, có khi còn tăng hơn rồi. Và con số này nó chưa dừng lại, mà chúng ta đáng ngại hơn là cái tỷ lệ tử vong. Lúc đầu chúng ta hầu như rất ít, dưới 0,5%, và bây giờ nó đang tăng dần lên, thậm chí là theo báo cáo ngày hôm nay nó còn tăng hơn so với thế giới. Thì tại sao người ta tử vong? Thì người ta đã biết rồi. Đấy, cái thứ nhất là liên quan đến già, đến tuổi. Lúc đầu người ta cũng rất là ngạc nhiên là tại sao nó lại chỉ có những người lớn tuổi. Thứ hai là những cái tuổi càng cao thì tỷ lệ tử vong càng cao. Khi mà dịch tràn sang châu Âu thì người ta cũng thấy tương tự. Tại nước Ý người ta thống kê khoảng trên 90% những người trên 60 tuổi tử vong. Đấy là ta thấy một điều rất lạ. Đấy, thứ ba là gì? Ai cũng biết rằng là do thiếu oxy. Đấy, thứ tư là gì? Liên quan đến suy tuần hoàn. Thứ năm là suy đa tạng. Đặc biệt là trên nền những người bệnh, các bệnh từ trước. Ví dụ các bệnh tim mạch, suy thận, đái tháo đường, tăng huyết áp. Nhưng có một cái nguyên nhân ai cũng nhận thấy, đó là quá tải. Đấy, điển hình là Việt Nam chúng ta, đúng là khi mà ít các bệnh nhân, khi mà ít bệnh nhân chẳng hạn thì chúng ta có thể chăm lo cho người bệnh rất là tốt. Thế cho nên là chúng ta hầu như là không để tử vong. Bây giờ hiện nay trong thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam chẳng hạn, anh em y tế chúng ta cũng như toàn lực lượng tham gia vào chống COVID đã quá tải. Quá thiếu giường bệnh, thiếu nhân viên y tế, thiếu thuốc men dụng cụ, tất cả các thứ dẫn đến là nhiều bệnh nhân đấy, chưa được chăm sóc đầy đủ. Đó là gây ra tình trạng tử vong. Đấy. Và về sinh bệnh học, sao cái này nó không chạy? Về sinh bệnh học, điểm lại một thứ, đây là cái sơ đồ từ năm ngoái các bạn biết rồi. Nó liên quan đến các cái virus nó xâm nhập vào các tế bào biểu mô đường hô hấp. Đặc biệt các tế bào type 2, cả tế bào type 1, nhưng viêm SARS-CoV-2 nó còn tấn công cả vào các tế bào nội mạc mạch máu. Và khi vào trong tế bào này, nó gây ra cái tình trạng bắt các tế bào sản xuất ra các thành phần của virus tổng hợp lại, nhân lên, và cuối cùng nó còn làm cho phá hỏng của tế bào này. Tế bào bị chết, đồng thời nó giải phóng ra rất nhiều virus ra môi trường xung quanh. Virus có thể đi theo dòng máu, đi khắp tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt virus rất ưa thích các tế bào nào có các thụ thể ACE2 và TMS2, và như thế không những ở phổi, chúng ta còn tìm thấy virus ở trong tim, ở trong não, ở trong ruột, ở trong thận. Đấy các bạn, nên là gì? Bệnh học của virus không phải chỉ có
giống như nhiễm virus đường hô hấp như chúng ta vẫn nghĩ ban đầu, bây giờ người ta mới phát hiện ra là virus này nó gây ra tình trạng nhiễm virus huyết. Và khi virus ở trong này tương tác với lại các cái tế bào bảo vệ của chúng ta như đại thực bào, bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu mono, bạch cầu vân vân, thì các tế bào này nó tiết ra những cái chất để mà protein tương tác lại với virus, cũng giống như là tương tác giữa các tế bào với nhau, người ta gọi là cytokine. Và các cytokine làm gì? Một mặt nó cố gắng khống chế cô lập virus, một mặt nó tương tác giữa các tế bào, một mặt khác nó lôi kéo các tế bào khác tham gia vào cái quá trình này. Cho nên là chỉ huy động rất nhiều các cái tế bào tham gia vào trong lòng phế nang cũng như là khoảng kẽ. Mặt khác tại phổi, vi mao mạch phổi cũng như là các mạch máu khác, người ta cũng phát hiện ra là rất nhiều các cái virus là nó tấn công vào các cái tế bào nội mạc, dẫn đến tình trạng tổn thương tế bào nội mạc, dẫn đến một tình trạng gọi là gì, không những tổn thương trong lòng phế nang, tổn thương của khoảng kẽ mà bây giờ có hiện tượng tắc mạch. Cho nên là virus không trao đổi khí từ ngoài đi vào đây, chui qua được các màng khoảng kẽ, có rất là nhiều các dịch viêm trong này rồi, bây giờ là gắn được vào hồng cầu, và hồng cầu lại đi đến đâu đâu thì lại bị gọi là bị tắc đường đến đấy, cho nên người ta rất là khó. Và đặc biệt trên các cái bệnh nhân tổn thương sớm và bệnh nhân tử vong, người ta phát hiện ra là tổn thương thận và tổn thương phổi nó không đồng đều, có những vùng rất là chắc đặc, có những vùng gần như là bình thường, và người ta quan sát thấy là rất nhiều các tế bào nội nội mạc tắc mạch ở phổi đấy, và người ta sẽ thấy là gì, suy đa tạng chủ yếu là do thiếu oxy hoặc là do virus tấn công trực tiếp các cơ quan. Và đây là cái sơ đồ, nó cắt nghĩa được tại sao cơ địa từ xước là chúng ta biết rằng nếu mà có các cái cục máu đông hình thành ở dưới chân hoặc trong bụng mà nó chạy thì về theo tĩnh mạch chủ dưới lên tim phải lên phổi, chúng ta gọi là nhồi máu phổi. À, trong cái này thì có ở 20-50% các bệnh nhân tử vong người ta mổ tự thi thấy, nhưng gần đây người ta mới phát hiện ra là gì, con virus này nó đánh phá vào các cái tế bào niêm mạc của tiểu phế quản tận, của phế nang, của các tĩnh mạch đến, dẫn đến hình thành các ổ nhồi máu phổi đấy, tại phổi đấy, đặc và cả các cái tiểu đấy, và các cái hình ảnh đám mờ mờ rải rác ở trên phổi chính là các ổ nhồi máu. Cho nên là dẫn đến hiện tượng chúng ta cố gắng thông khí cho bệnh nhân đi vào phế quản, vào phổi, nhưng mà quá trình khuếch tán qua đã khó, nhưng đồng thời đã bị tắc đường, thế cho nên là vận chuyển oxy đi các nơi rất là khó, cho nên là hiện tượng thiếu oxy trong máu rất là trầm trọng. Và người ta phát hiện ra cái cơ chế tại sao nó lại tắc mạch nhiều như thế, thì người ta gọi là cơ chế immunothrombosis, tóm lại thì liên quan đến các cơ chế huyết khối tắc mạch liên quan đến miễn dịch và liên quan giữa các tế bào có thẩm quyền miễn dịch, tương tác và kích động và bắt đầu khởi đầu và khuếch tán các cái quá trình đông máu, đánh phá trực tiếp vào các tế bào nội mạc, làm tổn thương tế bào nội mạc, lộ các cái lớp tế bào dưới nội mạc ra và kích động quá trình đông máu. Hai cơ chế đấy dẫn đến tắc mạch tại phổi cũng như là ở nhiều cơ quan khác nhau. Ở đây thì cái sơ đồ người ta cắt nghĩa được đấy, ngoài cái chuyện ở tiểu động mạch đến còn tắc các mạch xung quanh phế nang và tắc cả tĩnh mạch đi, tĩnh mạch phổi của chúng ta lại trở thành một nơi sinh ra các cái cục máu đông, và tĩnh mạch phổi này đi theo đường tĩnh mạch trở về tim trái, đi theo đường động mạch có thể đi tắc mạch khắp nơi nếu mà nó trôi đến chỗ nào đó, ví dụ tắc vào não chúng ta gây nhồi máu, tắc vào động mạch mắt, tắc vào tim gây giống như nhồi máu cơ tim, tắc vào động mạch gan thận, tắc vào động mạch mạc treo, thậm chí tắc mạch chi ngoài da vân vân. Và đây là cái hình ảnh người ta cắt nghĩa được là tại sao có các ba, người ta giải thuyết là ba vùng đó là gì, các cái động mạch phổi, các vùng xung quanh phế nang và cả các cái tĩnh mạch phổi, nó dẫn đến hiện tượng tắc mạch. Cái hiện tượng tắc mạch này nó càng nhiều thì nó càng ảnh hưởng, vì các cái máu thì tới các phế nang này để trao đổi khí nhưng mà không thể là vận chuyển ra qua đường máu đi ra đường này được, đa số một số nơi là nó phải đi vào con đường tắt, gọi là hiện tượng săn. Và đây là cái sơ đồ người ta tóm tắt lại giải thích tại sao gọi là thrombosis, đây là hình ảnh của các cái virus vào trong mạch máu. Nó có hai cách, một là gì, nó tấn công trực tiếp vào các cái tế bào nội mạc, mà các tế bào nội mạc là đặc biệt ở phổi nó chỉ là một lớp rất là mỏng đúng không, và nó có cái lớp glycalic, nó có các cái chất chống đông để cho các tế bào nó không bám dính vào đây, thì các tế bào nó đánh phá trực tiếp làm lộ những cái mảng PAI này ra, và đồng thời là nó tạo truyền thờ cho một số chất gắn vào
nội mạc giống như cái mỏ neo, và đây các yếu tố 8 vitamin prang nó dài ra và các tế bào tiểu cầu bám dần vào. Chúng ta thấy là cái này nó cứ dài ra, nó giống như cái lưới, cuối cùng tạo thành cái lưới rất là rộng và gì, nó bắt giữ các tế bào hồng cầu tại đây. Cơ chế thứ hai là gì, cơ chế gọi là liên quan đến miễn dịch, là gì, các cytokine này nó cũng gây ra đánh phá trực tiếp các cái tổn thương tế bào đặc biệt, đặc biệt là tế bào bạch cầu, người ta gọi là hiện tượng netosis neutrophil extrasystolic, nghĩa là gì, nó dùng các cái men của nó rất là mạnh đánh phá tổn thương các cái tế bào nội mạc này. Đồng thời những cái đó nó kích động cái quá trình đông máu, dẫn đến hiện tượng đông máu ở trong lòng mạch, và gì, nó còn có cái hiện tượng làm giảm tiêu thụ fibrin. Cả hai cái cơ chế liên quan đến miễn dịch cũng như là tấn công trực tiếp của virus vào tế bào nội mạc, dẫn đến hình thành rất nhiều các cục máu đông ở trong tại phổi cũng giống như là tất cả các cơ quan. Đấy, cái này nó làm cho ảnh hưởng các quá trình tuần hoàn, ảnh hưởng các quá trình vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng, đồng thời nó làm tăng cái tính thấm thoát quản các tế bào chạy ra ngoài, đi vào khoảng kẽ, gọi là giai đoạn thâm nhiễm ở phổi, và cuối cùng là gì, nó chui cả vào trong phế nang, dẫn đến cái phổi của chúng ta mỗi ngày nó một dày lên, đầy nước lên, rất nhiều các cái xác chết phân hủy của các cái tế bào tham gia vào chiến đấu, đồng thời mao mạch cũng bị tắc, cho nên cái cơ chế mà giải phóng cơ chế mà thay đổi virus máu oxy từ trong phế nang đi vào trong này, gắn vào các tế bào hồng cầu đã khó rồi, lại còn bị tắc đường nữa, cho nên chúng ta thấy là giải thích cái hiện tượng thiếu oxy máu trơ. Mặc dù chúng ta có thể cho oxy vào phổi 50, 60, 70, 80%, thậm chí chúng ta để pip cao, tăng cường cái thời gian khuếch tán bằng áp lực để cố gắng khuếch tán qua, nhưng mà cái hiệu quả của nó không cao, đặc biệt cho các bệnh nhân nặng. Những cái trường hợp tăng tiết quá nhiều các cytokine đấy, người ta gọi là các cơn bão cytokine, hay người ta gọi là hội chứng giải phóng cytokine. Và đây là và các cái chất này thì rõ ràng là gì, nó gây ra đấy, một là tác động vào các tế bào đấy, thứ hai là gì, nó làm tổn thương các tạng, cuối cùng là gì, càng tạng tổn thương nhiều tạng thì càng dẫn đến tổn thương các cái bao mạch, người ta gọi là hiện tượng suy đa phủ tạng. Đây là cái sơ đồ ban đầu, thì bắt đầu như thế này, tổn thương từ phổi hoặc virus có thể thâm nhiễm qua đường niêm mạc vào đường tiêu hóa chẳng hạn, sau đó nó chui vào máu, đúng là trong tại phổi bắt đầu sinh ra các cái cytokine tương tác với các cái tế bào khác, CD4, CD8, tế bào natural killer, vân vân. Đồng thời là gì, nó gây ra các hiện tượng tắc mạch, và đồng thời nó có tác động cả vào tủy xương, làm tăng cái quá trình gọi là sản sinh ở tủy xương, tăng quá trình chín, gọi tính một chín gọi là của bạch cầu. Đấy, nhưng mà các cái cytokine này nhiều hơn, nó có thể dẫn đến hiện tượng là gì, hội chứng thực bào máu, và cuối cùng các tổn thương mao mạch nhiều quá, đặc biệt là anh test leukin 6 dẫn đến làm các hiện tượng đông và tổn thương mao mạch, đông và tắc các mạch máu ở tất cả các cơ quan. Và trên cận lâm sàng người ta xét nghiệm, người ta thấy liên quan hội chứng cytokine là gì? Đó là định nghị lượng các cytokine tăng rất cao, bao gồm các nhóm TNF alpha, các anh test leukin, các anh interferon và các đây. Và ngoài ra người ta còn thấy nó tăng lên cả ferritin, CRP, LDH vân vân. Và trên khi xét nghiệm về hô hấp, chúng ta thấy là bệnh nhân SpO2 nó kẹp ở đầu ngón tay rất là giảm, xét nghiệm khí trong máu, động mạch rất là giảm. CO2 giai đoạn đầu bệnh nhân thở tăng thì thường có tăng thông khí, CO2 có khi hơi giảm giai đoạn đầu, nặng hơn, khả năng khuếch tán kém đi thì bắt đầu CO2 mới tăng lên. Một lưu ý trong khi ta làm khí máu đó là gì, chúng ta luôn luôn tính cái chỉ số chênh lệch oxy phế nang mao mạch, và những cái này nó thường tăng lên rất là nhiều. Trên siêu âm tim chúng ta thấy là tăng áp lực mạch phổi nó có tăng dần lên, đó là một cái dấu hiệu tương đối xấu. Và các hội chứng giải phóng cytokine liên quan đến tổn thương tạng, người ta chia ra ra các nhiều các mức độ. Ví dụ mức độ 1 chẳng hạn, người ta chỉ có sốt thôi hoặc bắt đầu hơi lẫn lộn một chút, ở đây có các cái hoạt hóa các cái tế bào, đồng thời có hiện tượng phân hủy tế bào. Giai đoạn 2 chẳng hạn, bắt đầu liên quan đến tổn thương các tạng, ví dụ như bắt đầu có tụt huyết áp đấy, bắt đầu phải dùng vận mạch, bắt đầu có tổn thương từ hai tạng trở lên. Giai đoạn 3 chẳng hạn, mức độ 3 chẳng hạn, thì người ta bắt đầu đi vào tình trạng sốc đấy, thiếu oxy nặng và tổn thương nhiều cơ quan đấy, tăng các men gan vân vân. Giai đoạn 4 chẳng hạn, cần phải thở máy, phải sốc vân vân. Đây là người ta lượng hóa cái mô hình gọi là hội chứng giải phóng cytokine, đấy gọi là cơn bão cytokine.
Và những cái đó thì như ta biết nó dẫn đến hiện tượng tắc mạch và thiếu oxy tế bào của tất cả các cơ quan, cho nên nó sẽ biểu hiện trên lâm sàng và rất nhiều các triệu chứng ngoài hô hấp. Chúng ta có các cái triệu chứng về tuần hoàn, chúng ta có triệu chứng về thần kinh, chúng ta có triệu chứng về dạ dày ruột, chúng ta có triệu chứng về gan, chúng ta có triệu chứng về đông máu. Đấy, tất cả chúng ta có triệu chứng về cơ, chúng ta có triệu chứng về thận. Cho nên là gì, các biểu hiện lâm sàng chúng ta cắt nghĩa được, giải thích được liên quan đến cái tổn thương các cơ quan liên quan đến hội chứng giải phóng cytokine này. Vì trên lâm sàng về tổn thương đặc biệt đầu tiên ta thấy phát hiện là phổi, và có thể là nhẹ thôi, ví dụ như mà khoảng 80% những người có xâm nhập vào, mức độ nó khả năng khống chế cư trú tại chỗ, khuếch tán toàn thân rất ít, thì cho nên là gì, nó có thể sốt sốt ho ho nhẹ nhẹ một chút, khó khò khè một chút thôi. Bệnh nhân nặng lên thì liên quan đến ngoài phổi, bắt đầu liên quan đến các tổn thương khác, một là tổn thương phổi nó nặng lên, thứ hai là liên quan đến các tạng khác, và cuối cùng người ta thấy rằng tổn thương tại chỗ các cơ quan là liên quan trực tiếp đến do tổn thương virus, đồng thời kết hợp với hậu quả của cơn bão cytokine cũng giống như các hiện tượng tắc mạch, và người ta cắt nghĩa bằng hiện tượng huyết khối tắc mạch nhiều nơi. Và đây là cái sơ đồ người ta từ năm ngoái người ta giải thích, nếu mà rất nhẹ thì có thể sốt sốt ho ho đau ngực một chút, hầu như trong các tổn thương trong mạch máu này chưa nhiều, và ngược lại một số trường hợp mà tổn thương nhiều và đặc biệt là ở phổi, sau đó đi vào các cái mạch máu, đi theo các cơ quan có thể tổn thương tim, thận, gan vân vân, nó dẫn đến các triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, nặng và nguy kịch. Người ta chứng minh được bằng chứng của nó là gì? Người ta tìm thấy rất nhiều các loại ARN của virus có mặt trong các tổn thương của phổi, của thận, của ruột, vân vân. Đây là người ta kết luận rằng gì, là virus có thể gây tổn thương trực tiếp. Các biểu hiện lâm sàng ngoài phổi cũng rất là phong phú, tuy nhiên nó không nặng như ở phổi. Ví dụ như ở tiêu hóa, thường người ta có thể có triệu chứng như là mất khứu giác, đấy, có thể bụng trướng, đau bụng, ỉa chảy hoặc là gì đại y ngoài ra máu trong trường hợp nhồi máu mạc treo. Ở thần kinh chẳng hạn, nhồi máu não, viêm não liệt giống hội chứng Guillain-Barré, có thể tổn thương gan, vàng da, giảm PT, GOGP tăng, tổn thương thận, protein niệu đái máu, thiểu niệu hoặc đái nhiều. Ngoài ra còn thấy có thể tắc cả mạch chi, đấy, có thể ở ngoài da, vân vân. Tóm lại, các triệu chứng lâm sàng của nó rất là phong phú, và khi mà bệnh nhân đến khám đầu tiên cũng có thể ở rất nhiều các chuyên khoa khác nhau, không phải chỉ có sốt, ho và khó thở. Có thể đến khám chuyên khoa thần kinh, có thể khám chuyên khoa tiêu hóa, chuyên khoa thận tiết niệu vân vân. Cho nên trong thời đại mà đại dịch đang bùng nổ khắp nơi thì chúng ta luôn luôn cảnh giác đối với lại COVID. Tỷ lệ tử vong khoảng 25% tùy theo vùng lãnh thổ trong vòng khoảng 28 tuần. Đấy, tuy nhiên là một số các trường hợp chết sớm hơn liên quan đến trường hợp là gì? Các cái nhồi máu ở phổi nhiều quá hoặc kết hợp với lại suy tim phải cấp tính. Và đây người ta cắt nghĩa được là thiếu oxy và suy tạng do phổi là đúng rồi. Đồng thời do rối loạn phân bố là tắc mạch, do cả tuần hoàn, đấy là do tắc mạch ở trên phổi, có thể kèm theo viêm cơ tim tắc mạch. Viêm cơ tim này có thể dẫn đến suy tim, nhưng có thể dẫn đến các cái loạn nhịp như là rung thất hay là ngừng nhịp nhanh, có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên các cái video trên mạng xã hội, có những người chúng ta đang đi trên đường tự nhiên, người ta lăn đùng, người ta chẳng biết gì nữa và người ta hy sinh luôn. Và thường có, ở những bệnh nhân nặng, thường có phối hợp cả hai, không phải chỉ có phổi, thường có cả tim và cả nhiều các nguyên khác. Đặc biệt là trên những người mà đã có tổn thương mạch máu, ví dụ những người tuổi cao, mạch máu nó cũng già theo tuổi, quá trình gọi là điều biến theo huyết co giãn mạch máu nó cũng giảm đi, xơ vữa mạch máu dày lên, vân vân. Đặc biệt những cái tổn thương liên quan đến đái tháo đường, suy thận, tăng huyết áp, vân vân, nó càng làm cho các mạch máu chúng ta tổn thương nhiều hơn nữa. Nên tại sao những cái người này rất hay bị nặng, kể cả những chúng ta có triệu chứng tiết cục. Trở lại với chủ đề của chúng ta hôm nay, đó là các cái tổn thương thận trong COVID-19. Người ta đã chứng minh được rằng là các tổn thương thận này có thể tổn thương trực tiếp do virus. Đây là virus, nó có thể đánh phá trực tiếp vào các cái mạch máu ở tiểu động mạch thận, dẫn đến hiện tượng huyết khối tắc mạch tiểu động thận. Nó có thể đánh vào các cái tế bào có chân, podocyte, nó làm lọt các cái protein. Chúng ta có thể thấy bệnh nhân đi đái ra protein, hoặc thậm chí bệnh nhân có thể đái máu. Đó là liên quan đến các hiện tượng huyết khối tắc mạch ở trong các bao mạch cầu thận. Đấy. Và người ta cũng phát hiện ra ở ngay cả ống thận cũng tương tự như vậy. Virus có thể tấn công trực tiếp làm hỏng các cái tế bào ống thận, dẫn đến hiện tượng tổn thương ống thận cấp mà bệnh nhân thường có vô niệu vài tuần. Đấy, cái thứ hai là gì, cũng liên quan đến cơ chế.
mạch máu ở cầu thận, ở ống thận nó cũng bị tổn thương, cho nên là các tế bào ống thận này cũng bị thiếu máu, cho nên là gì, các tổn thương thận nó cũng giống như tổn thương các tạng khác trong cơ quan của chúng ta liên quan đến các cơ chế huyết khối tắc mạch. Và trong phần thận này thì người ta thấy nó khoảng bốn cái nhóm. Một là gì, liên quan trực tiếp tổn thương do virus. Thứ hai là gì, tổn thương liên quan đến các cái cytokine cũng tấn công vào các tế bào mạch máu thận. Cái thứ ba là gì, liên quan đến hậu quả của các cái của virus tấn công vào, dẫn đến các hiện tượng giò các cái mao mạch, tăng tắc mạch ở trong các mạch phổi. Thứ tư là gì, một nguyên nhân rất hay gặp ở trong các khoa hồi sức liên quan chúng ta mà chúng ta có thể và là điều chỉnh được, đó là gì, các tình trạng ví dụ cái huyết động không ổn định, ví dụ tụt huyết áp thì khả năng tưới máu thận nó đã kém đi. Bình thường cái máu ở trong thận, oxy trong máu ở trong thận nó đã rất ít rồi, bây giờ mà nó lại càng bị tắc mạch, huyết áp lại thấp nữa thì rõ ràng cái thận nó tổn thương nhiều hơn. Trường hợp thứ hai, thừa hoặc thiếu dịch cũng làm giảm cái dòng máu tới thận. Trường hợp thứ ba là gì, chúng ta có thể dùng các cái thuốc mà chúng ta không tính được các mức lọc cầu thận cho nó phù hợp thì có thể dẫn đến tổn thương thận. Liên quan thứ tư, liên quan đến thở máy. Thở máy pip càng cao, người ta thấy là ảnh hưởng đến dòng máu thận càng nhiều. Cuối cùng là gì, ảnh hưởng đến các tương tác giữa tim và phổi cũng giống như người ta. Đây là cái sơ và đây cái sơ đồ và đây cái sơ đồ chung người ta giải thích là tổn thương thận trong cơ chế liên quan SARS-CoV-2. Đấy, một là liên quan đến các tình trạng tổn thương mạch máu của các cái cầu thận hoặc ống thận, cũng làm sự tổn thương thận người ta viết tắt là AKI, acute kidney injury, còn chúng ta quen vẫn gọi là suy thận nhưng bây giờ nên dùng các từ của người ta. Đấy, cái thứ hai là gì, có thể liên quan đến giảm thể tích, liên quan là gì, các cái cơn bão cytokine đấy cũng làm hỏng các tế bào ống thận, liên quan đến gì, các tế bào gọi là sau khi chiến đấu với virus bị phân hủy ra thành các cái, trở thành những cái vật lạ và nó cũng đọc ảnh hưởng đến trong cái cơ chế của septic shock, các bạn biết rồi. Cuối cùng là gì, ảnh hưởng đến vai trò của tình trạng tăng đông, vai trò ảnh hưởng của phổi, tăng giảm thể tích, thở máy vân vân, thậm chí là chức năng tim giảm do suy tim hoặc là gì, nhồi máu cơ tim. Tất cả các cái cơ chế này người ta thấy là liên quan đến tổn thương thận rất là phức tạp, liên quan nhiều thứ khác nhau. Các biện pháp điều trị trong COVID-19 thì đầu tiên là đang điều trị nguyên nhân, chống cơn bão cytokine, điều trị triệu chứng bệnh lý, điều trị các bệnh kèm theo, chống bội nhiễm và điều trị hỗ trợ khác, dinh dưỡng phục hồi chức năng. Các cái thuốc điều trị virus thì hiện nay chúng ta thấy chỉ có remdesivir ở Mỹ ta chấp nhận, các nước khác thì chưa. Ở Việt Nam chúng ta bắt đầu có một số đang dùng. Favipiravir cũng là một thuốc có tiềm năng, một số các cái thuốc khác thì hiện nay là không thấy có tác dụng. Huyết tương của người đã khỏi thì hiện nay là chưa làm được vì một số người ta không cho, và cũng có thể là gì liên quan đến các cái một số nghiên cứu người ta thấy có thể nồng độ huyết tương kháng thể của những người đã khỏi này ít quá. Gần đây người ta đang nói đến nhiều kháng thể đơn dòng. Đấy, kháng thể đơn dòng có thể ức chế nhân lên của virus trong giai đoạn đầu, nhưng mà tốt nhất là chúng nên có kháng thể của chúng ta tự có, đó là gì, tiêm vaccine. Còn một số rất nhiều các thuốc khác đang nghiên cứu. Điều trị liên quan siêu hấp, nếu mức độ nhẹ thì bệnh nhân còn tự thở tốt, cơ lực tốt thì người ta có thể cho, thì cần cung cấp oxy đều thấp để đảm bảo oxy trên 95% là được. Đấy, trong điều trị triệu chứng giảm ho, giảm đau ngực, nếu mà trung bình thì bắt đầu nhịp thở đã tăng lên và oxy bắt đầu nồng độ oxy giảm, người ta có thể hỗ trợ bằng các oxy dòng cao hoặc các phương pháp thở máy không xâm nhập. Điều trị nếu mà siêu hấp nặng nữa mà hỗ trợ bằng các cái đơn giản này không được, bắt buộc chúng ta phải đặt ống quản thở máy điều khiển. Và trong trường hợp nặng nữa mà không làm được, máy thở không tác dụng, chúng ta phải ECMO. Đấy, tóm lại là gì, tổn thương phổi nó rất là phong phú và tiến triển thì chưa nói trước được, nó có thể từ nhẹ nó nhảy sang nặng nguy kịch ngay lập tức, chứ không phải nó từ nhẹ mà nó cứ nhẹ mãi, hoặc là từ nhẹ nó chuyển sang trung bình nó mới đến nặng. Cho nên chúng ta thấy gần đây, đặc biệt với cái thể virus Delta, thì các nguy cơ mà tổn thương nhanh và gấp là rất là quan trọng, thậm chí bệnh nhân tử vong trước khi đến viện. Cho nên vai trò của chúng ta phải nhận định các cái tổn thương phổi cho nó nhiều lần trong một ngày, và thứ hai là gì, chúng ta có nhận diện tổn thương sớm qua các hình ảnh siêu âm hay khí máu, đo compliant phổi vân vân. Thì cái CT scan hầu như là rất là khó thực hiện trong môi trường, đặc biệt là đại dịch. Còn điều trị bệnh nhân siêu hấp nặng, đây là cái sơ đồ của châu Âu, người ta làm cái gì, ví dụ bệnh nhân bắt đầu
và có siêu hấp, người ta đảm bảo như thế này, đảm bảo vệ cho nhân viên. Sau đó bắt đầu người ta kiểm tra SpO2, oxy khí máu, bắt đầu người ta tính toán xem nên làm cái gì. Đấy, bắt đầu có thể thở máy không, oxy không được thì bắt đầu người ta thở máy không xâm nhập. Thở máy không xâm nhập không được thì bắt đầu người ta phải thở máy xâm nhập. Thở máy xâm nhập thì bắt đầu mấy cái thẻ L hoặc thẻ H, tức là liên quan đến cái độ đàn hồi của phổi, compartment phổi, để người ta quyết định dùng pip thấp hay pip cao, hay là nằm sấp, vân vân. Còn ngoài ra còn các điều trị hỗ trợ khác thì cho tuần hoàn, cho các giảm đau vân vân. Đó là những cái sơ đồ mình điều trị một cách tương đối tổng thể cho các bệnh nhân COVID nặng. Điều trị suy tuần hoàn thì tóm lại đầu tiên là gì? Chúng ta phải đảm bảo cái thể tích tuần hoàn. Mặc dù trong siêu hấp chúng ta nói đến là không để thừa dịch nhưng cũng đừng để thiếu quá. Nếu mà suy tuần hoàn nặng, nếu mà thiếu thể tích, đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19 thường người ta rất là mệt, ăn uống rất là ít, nhiều khi người ta sẽ chết đói, chết khát trước khi chết vì bệnh. Đấy, chúng ta cần phải quan tâm đặc biệt đến nước cho bệnh nhân và trợ giúp cho người ta trong cái trường hợp người ta không tự phục vụ được. Một số các suy tim cấp khác liên quan đến suy tim cấp, liên quan đến suy tim phải, liên quan đến tắc mạch phổi, hoặc là gì, một số trên những người lớn tuổi có suy tim từ trước, hoặc là gì viêm cơ tim, giảm sức bóp cơ tim, vân vân. Tất cả những cái này suy tuần hoàn chúng ta xét nghiệm thấy protein P nó tăng lên, nếu có tổn thương cơ tim nó thấy tăng troponin. Đấy, và điều trị suy tim thì theo cơ chế đấy, gây ra nguyên nhân suy tim. Và trong suy tuần hoàn, nếu trong COVID-19 nặng thì có dấu hiệu giống như là septic shock thì chúng ta điều trị theo cái gọi là surviving sepsis campaign. Đấy là cái chúng ta biết rồi. Và hồi sức cho đấy, từ bù dịch vận mạch, hỗ trợ hô hấp, lọc máu, hydrocortisone và vân vân. Tất Như là cả những cái mẹ chúng ta bắt biết cho rồi. Điều trị các tạng con khác cái thì nói bạn chung là không có nhiều. Tiêu hóa thì cũng hay là não thần kinh, chúng ta chỉ chủ yếu là điều trị triệu chứng, kể cả tiêu cơ vân vân vân, và có thể cho bệnh nhân tái một cách ổn định để có thể thải các bio của lưu biên ra ngoài. Thì điều trị cho các tổn thương thận thì làm sao? Thì bao giờ người ta cũng sư tí đánh giá xem là bệnh nhân này nó có chỉ định liên quan lọc máu liên quan đến thận không. Ví dụ bệnh nhân thiểu niệu với vô niệu mà dùng thuốc lợi tiểu không được, thừa thể tích, tăng kali máu, acidosis, hoặc các trường hợp này không liên quan đến thận, đó là bệnh nhân cần phải hỗ trợ suy tạng, ví dụ như là lấy CO2 ra, hay là bệnh nhân cần các điều trị trong điều trị suy đa tạng. Khi chúng ta có chỉ định rồi thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị cái gì, chuẩn bị đường vào mạch máu, chuẩn bị máy móc, chuẩn bị lập kế hoạch con người, chúng ta cho chỉ định dùng máy gì, mốt lọc gì, chiều chống đông gì, đấy, cái thời gian bao nhiêu lâu, tốc độ như thế nào. Sau đó thì chúng ta bắt đầu tiến hành thì đảm bảo đặt cateter, rồi bắt đầu làm hết các thứ từ lắp dây quả lọc rồi vân vân, tính toán thời gian và kiểm tra lại các thông số trên máy nó chính xác không đấy, và cuối cùng là theo dõi để xem các cái vị trí cateter, kiểm soát các cái đầu nối, rồi xem các cái vị trí dùng thuốc chống đông, xem sao cái dịch vào dịch ra, dịch thải vân vân, rồi theo dõi tuần hoàn, và tất cả những cái này chúng ta phải điều chỉnh theo từng giờ một. Và vai trò của điều trị chống cơn bão cytokine và vai trò của lọc máu, đó là trọng tâm ngày hôm nay. Thì trong cái cơ chế viêm thì các bạn biết rồi, nó liên quan đến sinh ra các yếu tố gọi là tiền viêm hay là pro-inflammatory cytokine, hay gọi là các yếu tố kháng viêm. Bình thường nếu một quá trình viêm tác động vào, nó sản sinh ra hai các quá trình tiền viêm và họ là yếu tố gây viêm, và cái yếu tố đáp ứng là liên quan đến yếu tố gọi là kháng viêm. Các yếu tố kháng viêm là có thể liên quan đến, có thể do bản thân chúng ta có. Đó, và cái trường hợp này thường liên quan đến, một là liên quan đến mức độ, biên độ của cái mức độ viêm, phản ứng viêm càng mạnh. Ví dụ chúng ta chỉ sốt 37 độ rưỡi, CRP tăng một chút, nếu mà sốt lên 40 độ chẳng hạn thì nó lại khác. Thế là một liên quan đến, thứ hai là gì, cân bằng giữa các yếu tố tiền viêm và các yếu tố kháng viêm. Nếu trong trường hợp các yếu tố tiền viêm đáp ứng mạnh quá mà các yếu tố kháng viêm cũng mạnh, mà tuy nhiên là mức độ tiền viêm nó có thể làm tổn thương các tạng dẫn đến như cơn bão cytokine làm bệnh nhân tử vong sớm. Nếu không tử vong sớm thì bệnh nhân có thể tồn tại một thời gian chậm hơn, tử vong sau khoảng 4 đến 8 tuần. Đấy, trong tình trạng sốc không hồi phục. Ngược lại, nếu mà sửa chữa sớm trong tình trạng viêm này thì nó có thể hồi phục rất là sớm, hoặc có thể chậm hơn một chút liên quan đến các cái cơ chế khi chúng ta đã hồi phục được các tình trạng gọi là thể tích tuần hoàn, cũng giống như là cái môi trường trong 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 lành trong tuần hoàn chúng ta. Và sau này, sau cái giai đoạn này, nó có thể liên quan đến cái thời gian gọi là liệt miễn dịch hay vân vân trong thời gian sau.
Tại sao chúng ta phải lọc? Vì lọc trong cái nghiên cứu từ trước rồi, người ta phát hiện ra là gì, trong đặc biệt trong nhiễm khuẩn chẳng hạn, đây là cái hình thái, người ta dựa vào các cái chỉ số là tính toán để khả năng tử vong của các bệnh nhân sau khi mà có lọc máu loại bỏ các cytokine là đi, thì rõ ràng là gì, tình trạng tử vong của nó ít đi so với lý thuyết. Và lọc máu để làm gì? Thứ nhất chúng ta thấy là loại bỏ các cái chất mà ra ngoài, ví dụ các tế bào bạch cầu nono sau khi chiến đấu nó bị phân hủy tan ra thành các cái mảnh protein nhỏ có thể lọt qua các tế bào máu. Thứ hai là gì, có thể một loại bỏ một số cái ví dụ gây bệnh, ví dụ PAM, ví dụ pathogen associated molecular pattern, ví dụ như là các cái virus hay cái gì đó. Đúng rồi. Cái thứ ba là gì, người ta có thể bỏ ra ngoài các cái bạch cầu mà sau khi đã chiến đấu, và người ta phải tái tái tạo lại các cái chương trình hoạt động của tế bào, tránh giảm bớt cái hiện tượng gọi là netosis. Cuối cùng là gì, người ta giảm bớt các cái cytokine trong máu này để lập lại các cái trật tự, giảm bớt các cái phản ứng viêm. Chống viêm chẳng hạn, thì trước kia trong bắt đầu của thời đại bị bệnh COVID thì thế giới người ta thấy là không rõ ràng, nhưng mà gần đây người ta thấy là có, và đặc biệt những nghiên cứu gần đây là người ta cho dexamethasone 7 đến 10 ngày 6 mg bắt đầu ở bệnh nhân thở oxy. Đấy, nhưng mà hoặc là gì, định lượng cytokine hoặc là CRP tăng. Tuy nhiên các cái định lượng này chúng ta mỗi ngày thì chúng ta chỉ làm một lần, cho nên tốt nhất là dựa vào lâm sàng. Đấy, mà nên làm sớm hơn, đừng để khi bệnh nhân phải đặt nội khí quản hay là thở oxy rồi mới nên làm sớm hơn, nên bắt đầu có thay đổi nhịp thở, bắt đầu oxy trong máu giảm xuống một chút, hoặc bắt đầu bệnh nhân cần phải trợ giúp bằng các phương pháp như là thở máy không xâm nhập hoặc HNC, thì chúng ta cho luôn các cái kháng viêm này. Thứ hai là gì, hoặc và chúng ta có thể bỏ bớt các cái cytokine ra bằng cách gì, bằng tách và thay huyết tương, vì đây là một phương pháp loại bỏ cytokine, nhưng mà nó cũng bỏ bỏ luôn cả huyết tương thì chúng ta lại phải bù vào. Mặc dù vậy chúng ta vẫn có thể làm được tùy theo điều kiện đấy, hoặc là gì, tách và lọc hấp phụ huyết tương chọn lọc, người ta gọi là plasmapheresis, người ta tách hồng cầu và có ra khỏi cái huyết tương, và huyết tương đấy người ta cho qua quả lọc thứ hai chọn lọc hấp phụ các cái huyết tự, các cái gọi là cái protein miễn dịch. Ngoài gần đây với các quả lọc cũ truyền thống, chúng ta gần đây có thấy các cái quả lọc khác của Zhifrong Trung Quốc đấy, ví dụ của hãng lọc H330 thì bắt đầu người ta cũng đưa vào trên thị trường ở Trung Quốc và châu Âu và một số nước, người ta thấy cũng có hiệu quả. Nếu chúng ta không có các quả lọc này, cũng thể sử dụng các quả lọc máu cho máy lọc máu thông thường, ví dụ quả lọc M100 bản chất được đấy, thì cái hiệu quả của nó thấp hơn. Tuy nhiên là chúng ta để ý các cái dịch thay thế bù lại cho nó đủ, và chú ý là hòa loãng sau màng. Loại bỏ cytokine làm giảm mức độ nặng của bệnh thì có thể lọc, phương pháp gọi là lọc hấp phụ, và học lọc hấp phụ liên tục plasma hay là thay huyết tương vân vân, hay là lọc phân tử, tóm lại rất nhiều phương pháp lọc, người ta tìm mọi cách để loại bỏ bớt các cytokine để ra đấy. Và khi nào lọc thì trên lý thuyết người ta nói là interleukin 6 tăng cao trên 5 lần, tỷ lệ interleukin 6 10 và thay quả mỗi 12 giờ, và ngừng khi mà nhiệt độ nó xuống dưới 38 độ interleukin xuống đấy. Tuy nhiên thì xin nhắc lại là không phải chỗ nào bây giờ chúng ta cũng làm được xét nghiệm, và nó cũng rất là đắt. Ở trong cái cơ chế này chúng ta thấy nó liên quan đến đây là cái gì, các cái cytokine và cái chemokine đấy, với cái nồng độ đậm đặc thế này, khi chúng ta lọc qua cái quả lọc này thì rõ ràng sau đó cái tỷ lệ của các chất chemokine, thứ nhất là gì, các cái chất tiền viêm và kháng viêm nó tỷ lệ nó đồng đều với nhau đấy. Cái thứ hai là gì, nó làm sạch máu, và thứ ba là nó tạo cho điều kiện các cái vi khuẩn, đặc biệt là bạch cầu, nó có tác dụng trở lại với các vi khuẩn. Cho nên là trong sốc nhiễm khuẩn nói chung, người ta thấy vai trò của lọc máu, mặc dù các nghiên cứu hiện nay người ta vẫn còn các cái ý kiến khác nhau, tuy nhiên nhiều nước người ta vẫn công nhận. Đây là cái hình ảnh. Vậy thì trong lúc và cả các yếu tố tiền viêm và kháng viêm nhiều như thế này thì chúng ta lọc chúng ta nào, đây là hình ảnh ví dụ như là cái vợt, nếu hai cái thành phần này bằng nhau thì chúng ta vợt ra được một cái, chúng ta lấy ra được cả hai thành phần bằng nhau, nó làm gì, nó làm giảm cái mật độ trong này xuống, thì cũng giống như tương ứng với giảm mức độ viêm cho lâm sàng. Bệnh nhân sốt giảm đi, ý thức bệnh nhân tốt lên, phổi bệnh nhân tốt lên, gan thận bệnh nhân tốt lên, đông máu bệnh nhân tốt lên. Và trong trường hợp mà nó mất cân bằng, ví dụ các yếu tố tiền viêm nhiều quá mà yếu tố kháng viêm thì ít chẳng hạn, thì lọc nó vẫn có tác dụng, chúng ta vẫn lấy được nhiều các yếu tố tiền viêm hơn, và chúng ta vẫn mất cả yếu tố kháng viêm chúng ta không mong muốn nhưng mà ít hơn, và đồng thời nó cũng góp phần lập lại các cân bằng. Đó, các tác dụng của lọc là gì, một là loại bỏ bớt, thứ hai là gì, lập lại cân bằng. Và ngoài ra khi lọc
máu thì chúng ta còn phải dùng thuốc chống đông. Đó là một cái cũng đang rất là còn đáng quan tâm, đó là gì, heparin ở trong cái bệnh COVID-19 bây giờ người ta thấy có lợi rất là nhiều. Và lọc máu này đã được trong các cái guideline của các nước, ví dụ như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, vân vân, kể cả Mỹ, người ta ít khi lọc, người ta hay dùng thuốc, nhưng người ta cũng rất là đồng ý trong vụ dịch này. Ví dụ người ta cấp phép khẩn cấp cho các kỹ thuật thay huyết tương, lọc huyết tương, vân vân, lọc hấp phụ, bất kể cái gì mà liên quan đến có hiệu quả giảm bớt các cái cytokine, người ta đồng ý. Mặc dù nước Mỹ người ta thích dùng thuốc hơn, ví dụ ức chế anh tét lectin 6 receptor đấy, cái rituximab ấy, và bây giờ rất nhiều các cái thuốc liên quan đến quá trình sản xuất và ức chế các tác dụng của cytokine, nước Mỹ người ta đang nghiên cứu rất là nhiều. Tuy nhiên nó xin nhắc lại, nó cũng rất là đắt và chúng ta không có. Và lọc máu cũng không phải chỉ có tốt, và đôi khi nó cũng có những cái phiền hà và thậm chí có những tai biến liên quan đến các kỹ thuật chảy máu, nhiễm trùng, huyết khối, tắc mạch, liên quan đến kỹ thuật, đúng không, là mất một số axit amin, đặc biệt một số thuốc tan trong nước cũng cần phải nhân công, cũng còn tốn tiền, cũng phải độ 20 triệu cho một lần lọc đấy. Tuy nhiên là gì, trước khi chúng ta quyết định thì cần cân nhắc vào nguy cơ, hiệu quả và giá thành, để trước khi chúng ta giá thành. Để lọc máu hấp phụ người ta làm gì, đây là quả lọc người ta gọi là hấp phụ, người ta lấy một cái máy có một cái bơm, đúng là người ta lấy máu ra khỏi cơ thể để tạo ra cái dòng máu, đây là dùng thuốc chống đông đi trong qua chảy lại đây để hấp phụ, người ta gọi là các treat, để quả lọc người ta gọi các treat solvent, các kỹ thuật này, do đó thì máu được trả lại cho cơ thể, người ta chỉ giữ lại đây một số các cái chất mà người ta cần lọc mà thôi. Và ví dụ Việt Nam chúng ta đã làm cái kết quả lọc hấp phụ này rồi từ khoảng hơn 10 năm trước rồi. Ví dụ quả lọc với cột than hoạt chẳng hạn, người ta thường xuyên lọc cho các loại ngộ độc, đặc biệt là khi chúng ta có cái quả lọc than hoạt này thì rất nhiều loại ngộ độc chúng ta đã cứu được bệnh nhân đấy. Đây là một số các cái hình ảnh, các cái mũi tên đỏ đỏ, hình quanh đỏ đỏ này là các cái khả năng mà có thể giữ được, vì cái quả lọc than hoạt này nó có diện tích hấp phụ rất là lớn, 1 gram than hoạt người ta tính rằng có khoảng tới gần 1.000 mét vuông. Đây là một số tính chất của các loại quả lọc mà chúng ta đang có, quả AN69, oxidiz toray, PM mix, cytosorb, HA330, quả lọc nội độc tố, thì nó có cái tính chọn lọc hay không chọn lọc đấy. Ví dụ như quả lọc oxidiz có tính chọn lọc, quả lọc toramycin có cái tính hấp phụ, và nó hấp thụ cái gì, cái thì hấp thụ được cytokine, cái thì hấp thụ được các yếu tố miễn dịch đấy, cái thì yếu tố được các cái nội độc tố, tùy các quả lọc khác nhau mà chất liệu lọc đó người ta có khả năng hấp thụ cái gì. Đây thường là quả lọc cũ thì người ta cấu tạo bằng các cái sợi rỗng, máu đi qua các cái sợi này, bên ngoài là có cái môi trường mà có các cái sợi này nó sẽ hấp thu và nó bắt giữ lại các cái con, dựa vào các định luật và kích thước lỗ lọc thì người ta có thể giữ lại, một là nhờ cái cơ chế các kích thước lỗ càng nhỏ thì có thể giữ được các phân tử nhỏ, vân vân, gọi là high flux, đúng không nào. Và cái cơ chế thứ hai nó liên quan đến các cái cơ chế về vật lý, và đây chúng ta thấy một số các cái chất ở trong cơ thể khi chúng ta lọc ra các trọng lượng phân tử, ví dụ các cái chất là rất thấp như là kali, phosphor, natri chẳng hạn, ure, creatinine, gluco, trọng lượng phân tử thấp vào khoảng 10 đến 12.000 đan-tông, cho nên rất dễ qua các màng lọc như thận nhân tạo. Nhưng ngược lại một số các cái chất lớn hơn, ví dụ như là các beta-2 microglobulin hay các cytokine chẳng hạn, thì cytokine cũng có loại trọng lượng phân tử rất thấp đấy, chứ có loại trọng lượng phân tử nó cao, cho nên nó không đi qua được các cái màng lọc giống như của thận nhân tạo, mà chúng ta phải dùng các cái màng lọc khác để có thể bắt giữ nó hoặc là lọc nó đi qua. Ở đây là sơ đồ một các kỹ thuật lọc hấp phụ, đây là trong trường hợp người ta gọi là gan nhân tạo. Đây người ta lấy máu ra trong cái môi trường nó gồm 4 quả lọc, quả lọc của máy lọc, đây là quả lọc than hoạt, quả lọc với của hạt nhựa tổng hợp, đây là quả lọc với của bệnh nhân, thì máu được đưa ra qua đây rồi mới dùng các cái chất mang bằng albumin đấy, nó mang cái chất nó đi vào, nó qua các quả lọc này hấp thụ các cái chất độc, sau đó nó quay trở lại đây, nó lại trao đổi với lại lại cái hệ thống máu lọc chúng ta, cái hệ thống giữa albumin của cái hệ thống này cùng với lại máu ở bên này, nó sẽ trao đổi giữa máu và albumin, và cuối cùng từ albumin này nó lại thải qua đường này, qua cái phiên lọc này, trao đổi qua cái phiên lọc này bằng nước. Đây là trong trường hợp người ta gọi là gan nhân tạo, chúng ta đã làm cho một số các bệnh nhân trong trường hợp suy gan cấp. Trước kia là nếu trước có kỹ thuật này thì tỷ lệ suy gan cấp khá là tử vong khá là nhiều. Từ khi chúng ta có kỹ thuật này
À, nó cái kết hợp với cái lọc mà máu phân tử tái hấp thu này thì tỷ Đúng lệ tử vong nó bớt đi. Tuy nhiên, nó cũng là một kỹ thuật đắt. Đây là cái sơ đồ của ta giải thích tại sao là trong cái dịch ở cái lọc bằng albumin và cái lệch dọc bên ngoài, các cái cơ chế nó khuếch tán qua cái màng lọc, các cái chất độc nó như thế nào. Và thứ hai là gì, trong cái dòng chảy đây chẳng hạn, người ta thấy dòng chảy của máu là vị trí gắn kết các hạt qua vị trí thứ hai, vị trí này nó tiếp tục nó gắn đi bằng albumin, nó gắn đi sau đó nó mang đi, sau đó là qua quả lọc thứ hai liên quan đến thải ra để cho làm chất albumin làm thẩm tách. Và lọc máu hấp phụ này cũng đã được dùng ở Việt Nam từ khoảng năm 2012 đấy, với cái quả lọc HA trong cúm H5N1, NN1 nặng thì chúng tôi đã làm. Đây là hình ảnh tổn thương phế nang lan tỏa của các bệnh nhân cúm HA-N1 và H5N1 tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng lọc máu, và hồi đó cũng chỉ xin được một số các cái quả lọc của Toramycin lọc đấy, hấp thụ các cytokine của Nhật Bản, cũng chỉ gắn vào máy thận nhân tạo, không có máy gì đặc biệt. Mỗi lần làm khoảng 8 giờ đồng hồ. Và khi làm xong chúng ta thấy là gì? Thấy cái tỷ lệ các nồng độ các cytokine nó giảm xuống. Và chúng ta đấy, quan trọng hơn là chúng ta thấy gì, khí máu sau cái thời điểm 6 giờ, 12 giờ, đấy, 24 giờ vân vân nó cứ tăng dần lên. Đây là một cái bằng chứng cho thấy vai trò của lọc máu không phải chỉ có thận. Cho nên chúng ta dùng cái từ cũ là CRT Continuous Renal Replacement là điều trị thay thế thận, nhưng bây giờ nên các bạn nên dùng cái từ gọi là blood purification, vì ở đây nó chẳng liên quan đến thận cả, nó lọc loại bỏ cytokine để giảm bớt các cái suy tạng. Ở đây là cái bệnh nhân mà chúng tôi làm thở máy với lại pip trên 14 rồi, P/S có khoảng 100 thôi đấy, mà chúng tôi thấy là gì, lọc máu có thể bỏ máy được rất thành công. Ở đây cũng là một cái ví dụ khác, các cytokine thấp xuống, nồng độ oxy tăng lên, kết hợp với quả lọc PMX và các cái đấy. Gần đây trên thị trường chúng ta còn có nhiều các quả lọc khác đây, đặc biệt trong COVID nặng thì đây cái sơ đồ chúng ta thấy các thế hệ máy lọc từ cái ông Kramer người Đức, ông lấy một quả lọc đầu tiên là cho bệnh nhân suy thận mãn tính mà suy tim không thể lôi máy ra mà lôi có dòng máu được, thì ông nghĩ ra ông lấy máu từ động mạch ông cho chạy qua cái quả lọc này, nước nó chạy ra ngoài kèm theo ure creatinine đấy, sơ khai chỉ như vậy thôi. Sau đó đến các cái thế hệ máy những năm 90, sau đó đến 2005, hiện nay các thế hệ máy mới mới rất là nhiều hãng khác nhau, ngoài của các cái truyền thống như là của Fresenius Gambro, thì bây giờ nó còn có của B Braun, còn có của tất cả các nhiều hãng Medtronic và rất nhiều hãng khác. Và các cái quả lọc này người ta cũng càng ngày càng làm ra nhiều các cái loại vật liệu khác nhau để hấp phụ các cái chất khác nhau, kể cả bây giờ người ta còn có thể lọc cho cả tách được cả CO2 ở trong máu trong trường hợp mà không thải được qua đường máy thở. Và lọc này không phải chỉ có một mục đích, và bây giờ người ta gọi là lọc để hỗ trợ cho rất nhiều các cơ quan, lọc máu để điều trị, hỗ trợ điều trị suy đa tạng. Và đây là cái cơ chế người ta giải thích tại sao khi có tổn thương đấy, các cái tạng liên quan đến các cái cơn bão cytokine nó sepsis nói chung, thì bắt đầu chúng ta ví dụ thở máy, bệnh nhân lọc máu ECMO vân vân, thì bắt đầu nó sản sinh rất nhiều cytokine, thì người ta phải lọc máu để làm gì, để cho các cái cơn bão cytokine này, các cái đỉnh này nó thấp xuống. Nó thấp xuống thì làm sao, thì nó sẽ giảm bớt các cái tổn thương các lao mạch và cuối cùng nó tổn thương các cái tạng. Ở đây cái hình ảnh thứ hai này cũng tương tự đấy, tức là gì, các virus COVID này chẳng hạn ấy, vào nó đánh phá phổi cho nó chui vào các mạch máu, rồi chúng ta bắt buộc phải là chạy máy thở, chúng ta phải làm ECMO, rồi cũng lại sản sinh tương tác giữa máy và máu, chúng ta nó cũng sinh ra các cái cytokine bản thân của virus sinh ra với cơ thể, rồi khi chúng ta tiến hành các kỹ thuật này và người chúng ta nó lại tiếp tục sinh ra nữa. Cho nên là gì, người ta cần phải lọc máu hấp phụ kết hợp với lọc máu liên tục hoặc là ngắt quãng cũng được. Để làm gì, để làm bớt các cytokine, giảm bớt tổn thương các mạch máu, đặc biệt là các vi mạch, dẫn đến làm giảm bớt các suy tạng đấy, người ta có cái từ như vậy. Và các kỹ thuật ví dụ như là người ta có thể, ngoài trước kia người ta chỉ biết là gì, tổn thương cho thận người ta gọi là CRT, bây giờ người ta thấy lọc máu giúp cho suy tim đấy, giúp cho thải nước gọi là scap, là mốt lọc kéo nước ra, giúp cho làm ECMO, via ECMO trong suy tim cấp, trong viêm cơ tim cấp, nhồi máu cơ tim vân vân. Kể cả chúng tôi gần đây còn làm cho một số các bệnh nhân mà bị ngừng tuần hoàn sau phản vệ cũng thành công. Lọc máu còn giúp cho thải CO2 ra phổi. Lọc máu người ta còn có thể giúp cho phổi bằng cách làm via ECMO, tức là lấy máu ra trộn oxy vào bơm vào phổi trong trường hợp phổi nó hỏng quá. Đấy, và lọc máu người ta còn có thể làm giúp cho
Suy gan cấp đó là cái kỹ thuật tôi vừa trình bày các bạn gọi là molecular adsorption recycling system, cái là hệ thống hấp phụ phân tử tái tuần hoàn ngoài cơ thể, và chúng ta có thể kết hợp với các cái lọc khác để lọc máu hấp phụ, hemoperfusion để lọc máu lấy bỏ chất độc, lọc máu loại bỏ các immunoglobulin miễn dịch, lọc máu loại bỏ các cái cytokine. Chúng ta thấy là lọc máu nó có vai trò quan trọng để giúp điều trị hỗ trợ suy đa tạng và ngày càng được sử dụng nhiều. Thì trong cái cơn bão cytokine, người ta đã chứng minh được nếu mà chúng ta có sử dụng lọc máu hấp phụ cytokine thì giảm được khoảng 25% đấy, tỷ lệ tử vong. Đấy là một cái thuốc rất là đáng kể. Tuy nhiên chúng ta cần tiến hành sớm, ngay từ khi bệnh nhân bắt đầu thổi nặng lên, ví dụ cần phải thở HFNC hay thở máy không xâm nhập. Cho nên hiện nay nhiều khi chúng ta vì cái gọi là cái lý do về kỹ thuật hay thiếu máy, hoặc là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là tốn khoảng 15-20 triệu, chúng ta cứ gọi là trì hoãn đến khi nội khí quản thở máy rồi, chúng ta lọc lại mất rất là nhiều thời gian, lại còn tốn kém hơn nếu chúng ta làm sớm. Đấy, suy gan cấp thì đúng rồi, là chúng ta cần phải thay huyết tương thể tích cao hoặc là lọc máu liên tục rồi. Bệnh nhân phải dùng ECMO là cũng phải lọc máu đúng rồi. Bệnh nhân sốc suy đa tạng đúng rồi. Trong các trường hợp mà tăng giảm natri máu thừa nước mà không thể đáp ứng với thuốc chúng ta được. Còn ngoài ra cái tổn thương thận, người ta gọi là AKI này, hiện nay nó chỉ là một trong các chỉ định của lọc máu mà thôi. Và khi nào bắt đầu thì tóm lại là nên khi bắt đầu có tổn thương hô hấp nặng lên, tổn thương các cơn bão cytokine là tổn thương hô hấp nặng lên, SpO2 dưới 92% thở sinh hơi, bệnh nhân sẽ cần phải thở HFNC, oxymat vân trước khi cần đặt nội khí quản. Xin nhắc lại là cố gắng làm trước khi đặt nội khí quản. Khi đặt rồi là bắt đầu chúng ta sẽ là rất là khó khăn. Khi nào kết thúc, lâm sàng cải thiện, phổi khí máu tốt lên, chỉ số PCS 20, SOFA giảm xuống 3 điểm để xuống. Ở đây là cái sơ đồ lưu đầu về các kỹ thuật lọc máu ở bên Trung Quốc trong dịch COVID-19, người ta làm rất là phổ biến. Bắt đầu đánh giá là có cần lọc không? Thứ hai là chuẩn bị làm gì? Thứ ba là lựa chọn các phương pháp lọc. Thứ tư là chuẩn bị cho tiến hành dụng cụ vật tư máy móc. Thứ năm là tiến hành. Và cuối cùng là theo dõi đánh giá hiệu quả. Đó là những cái ở Trung Quốc. Ở nước Mỹ chẳng hạn, người ta rất ít khi lọc máu, người ta chủ yếu là dùng thuốc, nhưng người ta cũng cung cấp khẩn cấp, ví dụ như quả lọc oxy chẳng hạn, người ta cho khi nào cũng tổn thương phổi cấp, bệnh nhân có khó thở, nhịp thở bằng 30 hoặc một chút, oxy mẫu độ hòa oxy dưới 93%, huyết áp tụt vân, hoặc là gì trên x-quang tổn thương phổi trên 50% trong vòng 24-48 giờ, hoặc là tình trạng đe dọa tính mạng siêu hô cấp, sốc vân vân. Đấy, và ngược lại người ta không làm nhưng người ta cũng cho, và người ta nghĩ rằng cái gì cũng được trong trường hợp này. Ở nước Anh cũng tương tự, người ta cũng cung cấp các cái chỉ định cho lọc máu với các quả lọc khác nhau, kể cả các quả lọc H3330, 280 của Trung Quốc, người ta cũng đồng ý hết. Đấy, ở một số nước khác, các kỹ thuật lọc máu hấp phụ bằng hạt rê danh này, bằng cái chỉ liệu styren, nivinin, benzen, đó là khác cái vật liệu khác là polymer, là ban đầu là cellulose, sau đó bằng các cái sợi AN69. Bây giờ cái quả lọc này nó có cái đặc điểm gì? Nó có thể lấy ra được nhiều các cái chất từ các cái độc tố gắn với ure rồi đến vân vân, để các cái cytokine, các bổ thể, và các người ta ứng dụng của nó trong khá nhiều các trường hợp các cơn bão cytokine. Ví dụ trong các trường hợp nhiễm trùng nặng, trong trường hợp viêm tụy cấp nặng, các trường hợp chấn thương, các trường hợp sau phẫu thuật tim, các trường hợp viêm nặng, đặc biệt là gì trong cả trong trường hợp COVID nặng. Và cấu tạo của nó là bằng các cái hạt rê danh, và cái hạt này nó cấu tạo bằng chất của styren nivinin polymer, và cái bản chất của nó người ta thấy là nó cái cấu trúc của nó tương đối là khác biệt so với trước. Trước kia chúng ta biết là các cái thường người ta làm các cái hạt bằng cái cấu tạo bằng sợi rỗng, bây giờ người ta làm nó bằng các cái sợi gần như các cái cấu trúc không gian ba chiều. Đây là hình ảnh các cái hạt người ta chứa, đây là cấu trúc vi thể, và đây trên hình người ta hình ảnh của nó và là của các cái hạt của sữa chứa này. Và đây cái hạt hình cầu này nó có tác dụng gì? Hấp phụ ngoài cái bề mặt này ra, nó còn hấp phụ đi qua các cái lỗ này, cái cấu là trong cái cấu trúc này người ta làm các cái không gian ba chiều để làm sao tăng diện tích tiếp xúc và cái khả năng hấp phụ của nó, dựa vào vì thế một cái hình cầu này cái diện tích tiếp xúc của nó với máu và có thể bắt giữ các cái hiệu cytokine nó rất là lớn. Và nó qua ba cái định luật về vật lý nói chung trong cơ chế của lọc máu hấp phụ, như định luật Van der Waal
Đấy, hay là liên quan đến các phân tử ion âm dương khác nhau kết nối với nhau, hoặc là liên quan đến hiện tượng và ưa nước hay là kỵ nước. Ba cái hiện tượng này nó cùng có trong cái cơ chế của quả lọc Rheagen của HA330. Và người ta thấy một số các sản phẩm của quả lọc này nó liên quan đến các cái hấp thụ các độc chất khác nhau, tùy mỗi loại quả lọc có ký hiệu khác nhau thì người ta có thể gắn các chất khác nhau. Và hấp phụ chọn lọc thì thường người ta hay dùng mấy cái lọc quả lọc bilirubin chẳng hạn, mới dùng BS330 gắn với kháng thể các chất phức hợp globin miễn dịch chẳng hạn, người ta dùng DN230. Và hiện nay trong quả lọc của liên quan đến cytokine, người ta dùng cái quả lọc HA330 hoặc HA280. Người ta đã được ứng dụng ở trên 5.000 bệnh nhân để các nghiên cứu khác nhau mà người ta thấy có hiệu quả. Và đặc biệt nó có thể gắn với các máy lọc mà chúng ta sẵn có như là máy thận nhân tạo hoặc là máy lọc thông thường. Đó là cái khả năng gọi là thích ứng trong điều kiện đại dịch không thể nào nhiễu máy. Nó có thể lắp trên cái máy chuyên dụng của họ hoặc có thể lắp máy trên các máy thông thường như máy thận nhân tạo. Chúng ta kết nối máy thận nhân tạo đi thêm một cái quả lọc này là có thể làm được, có thể giúp loại bỏ các sợi ba người. Tuy nhiên các cái quả lọc hấp phụ này nó cũng có cái nhược điểm của nó, đó là gì? Nó không có khả năng điều hòa nước hay các chất điện giải. Vì thế chúng ta thường gắn với một cái quả lọc của máy thận nhân tạo hoặc của máy quả lọc của máy lọc máu liên tục thì nó sẽ giúp cho chúng ta vừa hấp thụ được cytokine vừa điều chỉnh được nước điện giải kiểm toán qua các quả lọc của máy này. Các cái chỉ định của các nước của gần xung quanh chúng ta, ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, người ta cũng tương tự cũng loại bỏ các cytokine, cũng loại bỏ nguyên nhân do nhiễm khuẩn liên quan đến các chỉ số siêu hấp, người ta cũng đồng ý như vậy. Các nguyên nhân khác của Thái Lan ở một số các bệnh viện người ta cũng chấp nhận tương tự, ngoài dùng thuốc ra người ta cũng đồng ý là có thể kết hợp với lọc máu. Và có một số các nước khác như Philippines, tí nữa chúng ta sẽ nghe một chuyên gia Philippines trình bày, người ta cũng thấy tương tự trong COVID nặng mà bắt đầu qua ARDS các tiêu chuẩn này thì người ta cũng đồng ý đưa vào lọc máu. Của Ấn Độ cũng tương tự, tức là nhiều nước hiện nay đang sử dụng các cái công nghệ lọc máu này cũng giống như là một biện pháp điều trị hỗ trợ cho các bệnh nhân điều trị COVID nặng. Tóm lại, virus bệnh do virus SARS-CoV-2 là bệnh sepsis, do gọi là viremi gây bệnh toàn thân, sinh bệnh học chủ yếu liên quan đến huyết khối tắc mạch và huyết khối tắc mạch liên quan miễn dịch. Đấy, thuốc diệt virus thì là chưa rõ ràng, điều trợ hỗ trợ là chủ yếu chống siêu hấp, suy thận, suy hàn và chống đông máu. Từ cái là người ta nghĩ rằng là chỉ điều trị bằng những cái gọi là dự phòng, bây giờ người ta phải đẩy lên thành dùng điều trị lọc máu, loại bỏ các cytokine, giảm bớt mức độ nặng, giảm tổn thương tạng. Đấy, lọc máu còn điều trị hỗ trợ suy đa tạng và ngoài ra còn kết hợp các điều trị hỗ trợ khác, thì kết hợp là các kỹ thuật lọc máu là một trong các điều trị hỗ trợ trong điều trị COVID nặng, có thể giảm bớt được tỷ lệ tử vong. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bắt đầu đến cái gì nào? Vâng, trong chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Eric Chua đến từ Philippines, trình bày cái bài vai trò của lọc máu hấp phụ trong điều trị COVID tại kinh nghiệm từ Philippines. Chúng ta sẽ nghe. Và tiến sĩ bác sĩ Eric Chua, đồng thời là trưởng khoa về ghép thận ở bệnh viện Trung Hoa tại trung tâm y tế Trung Hoa tại Philippines. Xin mời bác sĩ Eric Chua. Okay, good evening. Can I share my slides already? Yes. Yeah. I think you have Are to you stop ready? sharing. Yeah. Yeah. I can't share my slides right now. I have to stop sharing. Okay. Yeah. Okay, can you see my slides? Wait a minute. Okay, wait. Okay, sorry. Wait. Okay, so good evening. First of all, thank you for this opportunity to present
our experience in hemoperfusion in COVID-19. So the title of my presentation is Role of Hemoperfusion in COVID-19, a Philippine Experience. So the scope of my presentation today is, first, I'll present to you two cases of COVID-19 pneumonia that are treated with hemoperfusion in our country. And I'll discuss a little bit about the role of hemoperfusion and will show you some evidence that we have in our country. So the first case that I am going to present to you is a 50-year-old male who was known to have chronic bronchitis. Okay, he came in with a chief complaint of shortness of breath with 5 days history of cough and generalized body weakness. His O2 saturation dropped to 77% at room air at home. Okay, and when he was hooked to home O2, O2 sat was improved to 85% on 6 liter per minute nasal cannula. He was then brought to emergency room. The vital signs of the emergency room is 120/80 with an RR of 26. Okay. He was hooked initially to a 15 liter per minute non-rebreathing mask, which showed improved O2 sat of 95%. So the impression at that time was a COVID pneumonia. So there was an immediate RT-PCR sub was done immediately, and it came out on the day itself. It was turned out positive. This was the initial chest x-ray of our patient. Okay, so since the O2 sat was 95, he was maintained on the 50 liter non-rebreathing mass. These are the baseline laboratories of our patient on admission. You can see that those are highlighted. The lymphocyte is 10. The SLDH was 1,314. The procal is procalcitonin is 0.08, and the ferritin was 3,005 at admission. HCRP is 9.1. The ABG was done at the time, and it showed metabolic alkalosis with a PF ratio of 155. The O2 sat was 96% at 50% FiO2. So the patient was classified as having moderate ARDS. This was the X-ray, followed X-ray, okay, as you see. This was the ABG done on the second hospital day. Even though the O2 sat was 96%, however, at FiO2 of 100%, the PF ratio is only 118. So the patient was classified as moderate ARDS, okay? We did the COVID gram risk score, which was turned out to be high risk, okay? So initially, the patient was started on dexamethasone, enoxaparin, and remdesivir. It was hooked to high flow nasal cannula at 100%. He was referred to us nephrology service for hemoperfusion because at that time there was a surge of COVID-19 and there was a shortage of tocilizumab. So he was referred for us instead for hemoperfusion. Patient underwent 3 sessions of hemoperfusion plus isolated ultrafiltration for 3 consecutive days by an IJ access. This was the hemoperfusion prescription. So patient was blood flow of 250. The treatment duration was 3 hours. We also did simultaneous ultrafiltration while ongoing hemoperfusion. We removed 2 liters in 3 hours and we gave anticoagulation of enoxaparin of 0.2 cc. The hemoperfusion cartridge we used was the HA330. So these were the x-ray, okay. As you can see, we compared the x-ray. This was after the hemoperfusion, there was improvement of the x-ray. And this was the CT scan of our patient. As you can see, the ferritin dropped down a little from 3,000 to 2,628. This was the XCT scan done showing multifocal ground glass opacity with 70% of the lungs. So comparing the X-rays, and later on we did an ABG after day 6, you can see that the patient's PF ratio improved to 368, and we eventually win back the patient to O2 nasal cannula. And he was discharged improved with O2 support on day 7. The second case that I want to show you is another case of a 75-year-old male with a diagnosis of hypertension for 30 years on amlodipine and clonidine. He came in with shortness of breath with 4 days history of cough and sore throat. Swab was done on the day 3 days prior to admission. It would turn out positive, but at that time, since patient is O2 sat was okay, they opted for home treatment and quarantine. However, after 3 days, patient developed desaturation at home of 90%, 94%, and patient had dyspnea, hence he was admitted. O2 sat at that time was 99% upon hooking to 5 liters nasal cannula. The ABG at the time on admission showed respiratory alkalosis with a PF ratio of 230. So this was the X-ray and the CT scan done on admission.
you can see that the CT scan, actually there was a CT scan done 3 days prior to admission. And then when they compared it after 3 days, there was noted peripheral bilateral blood gas opacity, and there was a progression of the COVID-19 pneumonia. So this was the, these are the laboratories that were done on admissions. Okay, and SLDH initially was 318, HSCRP was 66.4, and Procal was 0.07. So the patient was initially hooked to dexamethasone and oxaparin and remdesivir, and hooked to nasal cannula, high-flow nasal cannula. He was given tocilizumab of 400 milligrams on the first hospital day. However, after 2 days, the inflammatory markers went up, and the patient even required higher O2, FiO2 requirement of 100%. Hence, patient was referred to nephrology for hemoperfusion. The ABG at that time showed normal acid base, but the PF ratio dropped to 117. Patient again underwent 3 sessions of hemoperfusion plus isolated ultrafiltration for 3 days with almost the same prescription that so the first case, but we only did ultrafiltration of 1 liter for 3 hours. They also then used the HA330 cartridge. So you can see this is the comparison of the x-rays that were done pre and post HP and 2 weeks after. There was improvement of the infiltrates, there was regression of the pneumonia. And at the 7th hospital day and 9th hospital day, you can see that there was a drop of the CRP from 7th hospital day and 9th hospital day. Even though the ferritin went up a little bit and the SLDH went up, okay? Eventually, the patient O2 support was weaned off after 3 weeks, and he was discharged with no O2 support after 1 month. So I just presented to you 2 cases of that we did hemoperfusion, okay? As we all know, COVID-19 is a global pandemic. It started in Philippines in January 2020. And as of now, we're already reaching almost 2 million, okay, our cases. Wait, we can walk away. So COVID-19, as we all know, was discussed, it can present from mild to severe pneumonia or leading to ARDS. Usually, the risk for severe disease include elderly, those patients with comorbidity, or the patient presenting with pneumonia already. So in one study, it was shown that majority of the COVID-19 are actually asymptomatic, and only less than 5% develop ARDS and multi-organ failure. So in our country, we use this classification of COVID-19 to low risk, moderate risk, and high risk. So for low risk, usually our patient has mild symptoms, no pneumonia, no hypoxia, and they usually have no comorbidities. On the other hand, we classified patient as moderate risk if with pneumonia, but still not oxygen requiring. And we classified our patient as high risk, severe, or critically ill if this palliative presentation with pneumonia with SpO2 of less than 92 and patient is tachypneic with an SBP of less than 90. The lab laboratories can also show different results. Okay, Procal usually is normal. The CRP is usually high. We also see a high D-dimer, elevated LDH, and elevated ferritin levels. Okay, and the chest X-ray, of course, showed ground glass, showed usually bilateral infiltrates, and CT scan also showed ground glass opacities. So our patients with COVID-19 can present with, for particularly those with ARDS, usually will present with cytokine storm. So these are some markers that we use with their increased CRP, there's decrease, the WBC can be variable, but patient can have low platelet, usually high D-dimer, high ferritin. And if your center has the markers, we can actually also measure interleukin-6. So this was discussed, I think, a while ago. The COVID-19 can present with a cytokine storm. Okay, there's usually excessive immune response leading to local and systemic inflammatory response, can cause hypercoagulability and hypoxia leading to ARDS. So the problem with cytokine storm in COVID-19, okay, this I think was also discussed, can cause different injuries to different organs, okay? But usually the most prominent is usually in the lungs and also have the hypercoagulable state leading to pulmonary embolism or thrombosis. So for COVID-19 cytokine storm, we have to really find an effective, we have to see the effective host immune response, and there's immune dysregulation leading to cytokine release syndrome. Usually this is presented with high levels of circulating cytokines and there's immune cell hyperactivation. So this is in one study, they define cytokine storm as having increasing circulating level of cytokines. There is acute systemic inflammatory symptoms and patient had secondary organ dysfunction
that can be attributed to norm, that is not beyond attributed to the normal response to a pathogen. So in patients presenting with cytokine storms and sepsis, this is the problem, okay? Like in our case, the virus, they can actually cause the release of the so-called PAMPs or the pathogen-associated molecular pattern. Or if our patient also has sometimes other injuries like burn, pancreatic surgery, pancreatitis, or surgery, they can release as DAMPs or the damage-associated molecular patterns. And these two patterns actually will stimulate the so-called release of the cytokines, leading to the so-called cytokine storm, leading to causing tissue organ damage. So the role of, therefore, if your patient is having this so-called cytokine storm, we have to find ways to achieve balance for the immune response. Okay, so how do we do it? We have to make sure that we have sufficient cytokine production to eliminate pathogens, but sometimes it can also be caused by too much cytokines causing collateral damage. So we have to avoid hyperinflammatory response. So this is one slide. If ever, what is the timing for giving extracorporeal therapy or the so-called hemoperfusion? No? So in our patients, we always have to identify what phase our patients are presenting. We can start with phase A. The phase A is usually the first part wherein you can see that the red part is the pro-inflammatory arm and the blue one is the anti-inflammatory arm. Usually upon an infective insult, the initial response will be the increase of the pro-inflammatory arm and the anti-inflammatory arm will increase also, but not yet that immediately, no? So giving extracorporeal therapy during phase A may not be helpful because some of our patients, like those in COVID-19 presenting with mild symptoms or there's no pneumonia, some of these patients will recover on their own. So giving extracorporeal therapy to this part may not be beneficial, okay? So because some of our patients may not need this at all. However, we go first to phase C, okay? In phase C, on the other hand, this is the phase wherein the pro-inflammatory arm or the pro-inflammatory cytokines levels are going down and the anti-inflammatory arms are actually higher. So giving extracorporeal therapy and phase C again may not be helpful also because some of our patients are already on recovery. So sometimes if you remove cytokines at this level, it may actually be more harmful. So the perfect timing to giving extracorporeal therapy or removing cytokines, it has to be the phase B. You can see that in phase B, even though the anti-inflammatory arm is going up, however, you can see that the pro-inflammatory cytokines are way higher. Okay, usually this is the stage wherein the patient will present with cytokine storm. So if we give it at this right timing, we will be able to remove both the pro and the anti-inflammatory arm. It will achieve a so-called threshold hemostasis. No, therefore, the patient will be able to survive and able to activate the other immune system factor that could counter the disease. So that's usually what we do in removing cytokines. So what are the therapies that is available for COVID-19? These have been discussed. I think we have been using this for the past few years, 2 years. Okay, we have been using steroids in dexamethasone, tocilizumab. We have the baricitinib. Okay. Usually in treating the cytokine storm for COVID-19, we can give antiviral. And if sometimes we also have to cover for some antibacterial treatment. We can also give immunomodulatory techniques which can blunt the cytokine release, which can be beneficial. So therefore, the objective is to overcome the dysregulated pro-inflammatory response in sepsis. So we have been, this has been recommended worldwide. We have been giving the cytokine targeting therapies in the form of tocilizumab. We can also give some broad spectrum anti-inflammatory therapies like corticosteroids, IVIG, and blood purification. So in cytokine target therapies in COVID-19, what are we removing is actually the IL-6, the TNF-alpha, okay? These are usually the pro-inflammatory cytokines. But at the same time, we also have to remove the IL-10, which is the anti-inflammatory cytokines. So usually the specific anti-cytokine directed approach, we usually give the tocilizumab, but for non-directed anti-cytokine approach, we use the hemoperfusion. Okay, so like I said, the tocilizumab is the one that's recommended. But in our protocol, in our hospital in the Philippines, we have the NKTI, the National Kidney and Transplant Institute. We reserve hemoperfusion for our patient with severe and critical disease. Particularly if our patients did not respond to tocilizumab, usually
2 days after tocilizumab. We usually will, if the patient's not improving, that's the time that we do hemoperfusion. Or in cases like during surge, when there's a lack of tocilizumab, we can go directly to hemoperfusion, as the one in the case one, okay? So like, what are some evidence that I want to show you? So this is one paper that was published in, I found in PubMed, okay? So this is a study done in Iran, which is the effectiveness of extracorporeal blood purification in patients with COVID-19. So in this study, it's a prospective trial. They included patients with severe COVID-19 with a partial pressure of PO2 of PaO2 of less than 60, and if their patient has a pulse oximeter of 88% with no clinical improvement. The protocol that they gave was a 4 hours hemoperfusion plus CRRT for 3 days. So they were able to enroll 10 patients on this study, okay? And out of the 10 patients, 6 out of the 10 improved with hemoperfusion and CRRT. So you can see that they compared the before and after value of the pulse oximeter. There was a significant improvement after CRRT and HP. At the same time, there was also improvement of the CRP. Before and after treatment, there was a decrease. The IL-6 improved, however, it was not statistically significant. So therefore, the conclusion of the study was that they showed that extracorporeal hemoperfusion could improve the general condition of patients with COVID-19. However, they still required that we may have to do larger trials or multicenter trials to see if hemoperfusion really helps in COVID-19. I want also to show you another experience of ours in our country, in our hospital, where we did hemoperfusion in our dialysis patients. So in NKTI, where I work, this is the National Referral Center for our all patients with kidney disease. So we will accept, we accepted mostly our dialysis patient in our country. Okay, so during the time of COVID, we had received a lab of our patient who had COVID-19 with ESRD patients. So this study, okay, because there was increased mortality, we decided to do hemoperfusion on our severe patient. But our criteria is, so our study is a retrospective cohort control. Okay, we compare the outcomes of our dialysis patient with 28-day mortality, hospital days, number of days requiring auto support, and change in inflammatory markers. This is how we classify our patients to be moderate, severe, or critical. So we included severe and critical patients, ESRD patient, to subject them to hemoperfusion. So these are our markers that we use, okay? Take note that our ferritin is higher markers because in our dialysis patient, usually the average ferritin of our patient is around 700, no? So, but in COVID, if they have COVID-19, it will even be higher than the usual, okay? So these were our indications for doing the hemoperfusion. Our protocol for the hemoperfusion was a 4-day protocol. It's a 3-day protocol, but 4 sessions. For the first day, we did a 12 hours. In the first day, we do 2 sessions, 12 hours apart. And the second and third day, we did it on the after 24 hours. Okay. So this was the study. Okay. We included 34 patients who are ESRD, who underwent hemoperfusion group, and we tried to match them with 68 control groups. Okay. So this was what we did. Okay, we did simultaneous hemoperfusion with dialysis in our patients since our patients are ESRD patients. Okay, so like I said, this is our protocol for the day one. We give 2 cartridges 12 hours apart. The blood flow was lower, around 200 to 250. And we didn't require anticoagulation during that time since we only did 2 hours duration. So this was the results of our studies. The majority are male. Mean age is 52. The HP group actually has a significantly more complaints of dyspnea and fever, and the patient also has a lower PF ratio compared to the control group. So these are some baseline characteristics of our patients. You can see that actually the HP group are actually more severe than the control group. And then we tried to measure the baseline, the D-dimer, ferritin, and hsCRP. The LDH was higher in the HP group, okay, and the HP group has a lower PF ratio. After 4 sessions, we were able to see that there was a significant reduction in the level of the LDH, hsCRP, and procalcitonin. There was also increase in PF ratio for the HP group compared to the control group. And another important thing that is the overall 28-day mortality for our patients, we only see 32% of our patients in the HP group died, but in our control group,
we see 54% patients who died, okay, this despite standard of care. This is what produced us a relative risk of 0.595, okay? So, however, there was no significant difference in hospital days and auto support. So, therefore, we did a multiple logistic regression, okay? We found out that our patient who received HP or hemoperfusion were 5 times less likely to die than our control, okay? So, this was the result of our study. So, therefore, at the conclusion of our paper showed that among patients with dialysis, HP was associated with a significant decrease in inflammatory markers, significant improvement in PF ratio. There was reduction in 28-day mortality. HP is a significant predictor of mortality. HP was associated with a relative risk of 0.595. So in final conclusion of this paper, the cytokine storm is a life-threatening systemic inflammatory syndrome involving increasing level of cytokines and immune hypercell activation. Therapeutics like directly involving neutralizing the cytokines, or we can take a non-directed anti-cytokine approach using hemoperfusion. Hemoperfusion in COVID-19 is a promising treatment. However, despite that, because of the low numbers of patients on hemoperfusion, we still recommend that we may need further studies and larger subjects to see if really hemoperfusion is going to be beneficial in COVID-19. So as a conclusion of my talk, I think we just have to be, let us all be part of generating this evidence by actively engaging in research. And I think that's my last slide, okay? And this is the place where I work in the National Kidney and Transplant Institute. Okay, so I think that's my last slide and hope you understand my lecture and gain something. Thank you very much. Thank you very much for sharing your experience. Thank you very much. Okay, wait, I have to unshare. Okay. Okay. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Ngọc Toàn, khoa hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ trình bày về hướng dẫn lắp đặt quạt lọc ở HA30 ở trên máy Omni. Tức là một cái ứng dụng mà chúng ta có cái máy lọc gì thì chúng ta dùng cái đó. Đây là bạn lắp ở trên cái là máy lọc máu Omni. Xin mời bạn Toàn ở bệnh viện Chợ Rẫy. Dạ, để em xíu em mở cái màn hình lên. Dạ, xin chào thầy, xin chào mấy anh chị đồng nghiệp có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. Dạ, trước tiên thì xin chia sẻ một ít kinh nghiệm về vận hành cái máy Omni và sau đó là mình kết nối máy Omni với lại quả lọc một quả hấp phụ. Dạ thì các bước chuẩn bị mình bao gồm thứ nhất là gì đó, mình lọc hấp phụ thì mình có quả lọc. Dạ thì trên quả lọc này có rất nhiều loại, nó gồm có là HA330, HA332 hoặc là BS tùy theo tình trạng bệnh. Dạ. Tùy theo tình trạng bệnh mà mình sẽ chọn cái quả lọc nào. Dạ. Thứ hai nữa là quả lọc máy đỏ, mình chọn là OmniSet Plus, tại vì OmniSet Plus này mình mới tháo được cái kết nối của cái đường máu ra này, thì lúc đó mình mới kết nối được với quả lọc của cái quả lọc HA. Nếu mà mình chọn nhầm cái quả lọc mà OmniSet thường thì nó không có tháo kết nối được. Dạ. Thì hai nữa là dung dịch để test thì mình có thể sử dụng là Renofundin, Natriuro 9/1000. Rồi hiển nhiên là mình phải chuẩn bị các đường lọc máu, ví dụ như đường KT lọc máu. Dạ. Và sau đây là những cái dụng cụ mà em đã show ra cho mình xem ạ. Bước thứ hai là mình giới thiệu, thì em xin phép giới thiệu một cái video về vận hành máy Omni. Dạ, xin mọi người xem. Máy Omni được chia thành 3 phần, phần trên là phần màn hình điều khiển, phần giữa là phần hệ thống bơm, phần dưới là phần hệ thống cân. Bơm chống đông heparin khi sử dụng kháng đông là heparin. Bơm chống đông canxi khi sử dụng kháng đông là citrate. Đây là bộ khóa giữ syringe. Còn đây là bộ khóa phát hiện bột khí. Đây là bộ khóa của bộ kít. Từ trái qua phải theo hướng người điều khiển bao gồm cổng đo áp lực đường máu ra, cổng đo áp lực trước màn, cổng đo áp lực đường máu về. Cảm biến nhận bộ kít. Bơm kháng đông citrate.
bơm máu, cảm biến mất máu ở đường máu ra, cảm biến mất máu ở đường máu về, cảm biến phát hiện rò rỉ khí, bộ khóa đường máu về, cổng đó áp lực dịch thải, cổng đó áp lực dịch thay thế, cảm biến nhận biết bộ kiết, bơm dịch thay thế, bơm dịch thẩm tách, bơm dịch thải, cảm biến đo mức dịch thay thế trong bầu, cảm biến rò rỉ máu vỡ màng van ba chiều. Từ trái qua phải theo hướng người điều khiển bao gồm cân dịch thay thế tối đa 15 kg. Cân dịch thải tối đa 15 kg. Cân dịch thẩm tách tối đa 15 kg. Mắt quét mã vạch. Ngoài ra có cân si chát tối đa 3 kg. Phía sau máy bao gồm bộ phận làm ấm dịch bù được tích hợp sẵn trong máy. Cấu tạo bằng gốm sứ giúp giữ nhiệt, nhiệt độ dịch bù luôn ổn định trong suốt quá trình điều trị. Cổng USB cập nhật phần mềm, lưu ý chỉ dành riêng cho kỹ sư. Cổng kết nối với hệ thống gọi điều dưỡng của bệnh viện. Cổng truy xuất dữ liệu. Đèn hiển thị pin dự phòng. Cáp tiếp đất chống giật. Cáp nguồn. Công tắc chính. Quạt tản nhiệt. Chọn treatment để tiến hành điều trị. Ở bộ kit Omniset Plus để cho hai phương pháp điều trị CVHDF hoặc CVDHD. Ở đây ta chọn mod CVHDF và chọn không kháng đau. Sau đó Net xác nhận lại. Chờ quá trình self test của máy. Sau khi kết thúc self test, máy sẽ hiển thị ra màn hình hướng dẫn theo các bước để lắp ráp bộ kit vào máy. Sau khi lắp xong, kiểm tra lại lần cuối, các cổng hiển thị phải lắp theo đúng màu. Kiểm tra lại các khóa. Lưu ý, bộ phận làm ấm khi lắp vào phải nghe tiếng tách. Sau khi lắp xong, dây sẽ nằm gọn trong các hệ thống bơm. Tiếp theo, nhấn Next để qua màn hình kế tiếp. Gắn kết nối túi dịch Duozone vào cân bên trái. Gắn kết nối túi dịch Duozone vào cân bên phải. Gắn kết nối túi dịch thải và chai muối vào cân phía trước. Trên túi Duozone có hai ngăn, một ngăn là điện giải, một ngăn là dây kẹp. Bên ngoài phải pha hai túi dịch hai ngăn lại với nhau vào phương pháp, sau đó trộn đều. Gắn kết nối vào cân của máy. Hãy subscribe.
chìa khóa. Để tiến hành quá trình đổi khí, kiểm tra lại tất cả các cổng kết nối theo đúng chỉ thị màu và nhấn Next. Sau đó nhấn Auto Ramping để tiến hành. Okay. Sau quá trình đổi khí hoàn tất, tiếp tục ấn Next. Tiếp tục nhấn Next. Cài đặt thông tin người bệnh, tên, cân nặng, cài đặt thông số điều trị, thể tích dịch lấy ra, thể tích dịch thay thế, thể tích dịch thẩm tách. Có hai cách kết nối người bệnh. Cách thứ nhất, kết nối đồng thời cùng thời điểm đường máu ra và đường máu về với người bệnh. Cách thứ hai, kết nối đường máu ra trước và sau đó kết nối đường về. Trong quá trình điều trị, nếu bác sĩ muốn sử dụng thêm heparin và phân sành, chọn Apply Heparin. Sau đó kết nối heparin vào hệ thống dây. Chọn kích cỡ ống tiêm. Ở đây. Chọn thể tích của ống tiêm. Sau đó gắn kết nối vào. Điều chỉnh tốc độ heparin theo ý định và sau đó xác nhận. Quả lọc hấp phụ sẽ được đổi khí theo quy trình của nhà sản xuất trước khi kết nối với quả lọc Omnicept Lab. Dạ, để xong cái phần giới thiệu về cái ramming của máy Omni và tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu tiếp tục về cái ramming của vải lọc hấp phụ. Dạ, thì trước tiên mình phải chuẩn bị nhất là vải lọc hấp phụ đây và búa nhựa để mình gõ trong lúc quá trình mình đổi khí của cái vải lọc hấp phụ này. Và xylan thì xylan này mình sẽ chuẩn bị trước là khoảng 12.500 đơn vị heparin. Nước muối sinh lý ha, thì mình chuẩn bị khoảng 3 lít. Thì cái cách mở là gì, mình có cái gờ lê ở trong cái bộ quả hấp phụ của mình, sẽ vặn theo chiều để mình mở gờ lê. Sau đó mình sẽ sử dụng xylan bơm heparin vô. Mà xylan này mình sử dụng là không có kim, vì trong lớp của cái nắp này nó có một cái màng, mình dùng kim xong vỡ cái màng đó, cho nên mình sử dụng không kim, mình bơm heparin vô. Sau đó mình đóng nắp lại và mình lắc đều. Mình lắc đều khoảng 10 lần tức là khoảng trong vòng 20 giây. Sau đó mình để yên cái bộ quả đó trong vòng 30 phút. Nhớ là mình ghi thông tin thời gian để mình ngâm cái bộ quả 30 phút đó. Và sau kết 30 phút đó mình sẽ kết nối với lại chai Natchi 9000 để mình đuổi cái heparin trong cái bộ quả đó đi. Vậy đây. Và cái phần kết nối
thì mình khi sau khi mình đã đuổi sạch khí trong bộ quả rồi, mình sẽ kết nối với một quả lọc. Và đây là phương kết kết nối của quả lọc. Mình ngắt cái đầu đường máu ra, tức là cái dây động mạch của cái dây màu đỏ trên trên cái máy lọc máu, và đồng thời mình kết nối vào cái đuôi của cái quả lọc hấp phụ, và một phần đầu còn lại mình sẽ kết nối vô bằng quả lọc máu. Cách remain hai quả lọc, mình sẽ treo một chai Nachilaro mình qua bơm để mình đuổi khí từ từ. Vì tốc độ ban đầu mình đuổi khí mình để nhanh tốc độ chậm khoảng 100 ml. Xin lỗi là cái video nó hơi nhanh. Ở đây và bắt đầu tiến hành điều trị. Mình bơm máu, khi máu qua màng lọc hấp phụ và sẽ trả về màng lọc của máu liên tục để trả về cho người bệnh. Đây là cái cách tiến hành kết nối của quả lọc hấp phụ và cái máy amni. Dạ, xin cảm ơn mấy anh chị đã theo dõi. Vâng, cảm ơn bạn Toàn đã trình bày rất là rõ ràng về cách lắp đặt cái máy Omni cũng giống như là gắn cái quả lọc HA330 và như thế nào. Xin mời các bạn có hỏi gì không? Nếu không hỏi thì thôi. Vâng, xin chào các bạn. Các bạn có hỏi gì không? Chúng ta vẫn còn một ít thời gian nữa. Vâng, cái buổi trao đổi ngày hôm nay cũng giống như là bác sĩ chưa tại Philippines đấy, thì người ta làm khá sớm, tức là tóm lại là chưa khi đặt nội khí quản. Hiện nay chúng ta đang làm là có vẻ như là hơi chậm. Đặt nội khí quản chúng ta mới làm cho sớm, đến khi mà bắt đầu oxy xuống dưới 92%, nhịp thở trên 30, bắt đầu người ta đã phải tính đến chuyện đó rồi. Thì đây chúng ta đang cố gắng cho oxy để cho nó lên, và đến khi mà không được nữa và đặt nội khí quản chúng ta mới làm. Cho nên tại sao mình mới hiểu là tại sao bên bác sĩ Chua người ta chỉ lọc có 3-4 ngày thôi. Đấy. Có một bạn hỏi là thầy cho em hỏi điều hay bơm vào quả hấp phụ mà anh chưa kịp xong. Không, cái đấy là phải hỏi bạn Toàn đâu, phải hỏi bạn Toàn. Alo, xin mời bạn Toàn đâu nhỉ? Toàn còn đấy không? Dạ con hả thầy. Ừ, có một bạn hỏi bơm heparin vào quả lọc thế nào? Toàn trình bày lại cho các bạn. Dạ, thì cái cách liều lượng, liều lượng. Dạ, thì cái chai Nachilaro theo nhà sản xuất á, thì người ta khuyến cáo mình là cái chai Nachilaro đầu tiên á, thì mình bơm 12.500 đơn vị để mình bơm vô đo vô cái màng lọc hấp phụ đó, và sau đó mình sẽ lắc đều, rồi mình sẽ để yên đó qua lọc đó trong vòng 30 phút. Thì sau 30 phút sau đó mình mới đuổi cái heparin đó ra. Dạ rồi ạ. Và có một bạn hỏi liên quan đến vấn đề chi phí, tôi thì không nắm rõ lắm, nhưng mà hình như là trong đại dịch ấy, chẳng hạn, thì ngân sách chi trả chứ không phải là bảo hiểm y tế. Còn trong hiện nay, trong cái mục bảo hiểm y tế mà tôi xây dựng từ năm 2011 thì có nhiều cái nó chưa có, chắc là sau cái dịch này thì tôi sẽ phải thay đổi lại, làm việc lại với bảo hiểm. Em chào thầy ạ. Vâng, em chào các thầy ạ. Nói đi. Vâng, em chào thầy, mình chào các anh chị. Thì em được bác sĩ Nguyên ở chống độc ở Bạch Mai. Thực ra cũng em xin chia sẻ thêm thông tin chỗ các thầy Bình và các chuyên gia đã nói về cái lọc phụ
resin ấy. Thì thực ra là chuỗi chống độc chúng em cũng lúc đầu rất băn khoăn về resin ngày xưa, resin. Thì qua thử nghiệm thì mình chạy qua HA 230 ấy và có định lượng nồng độ paraquat thì đấy thì giải quyết tốt lắm, ngày nào cũng hàng chục quả chạy. Thế còn vừa rồi Bắc Giang mình cũng chạy thử một số bệnh nhân bằng HA 330 có định lượng IL6 và trước và sau. Thì cái nồng độ IL6 giảm khá tốt, giảm đến khoảng 50% nữa đấy. Vâng. Thì em cũng thấy là cái mình hiện nay có khá nhiều lựa chọn, nhưng mà trong đó thì cái HA 330 này thì nó cũng là một cái lựa chọn. Nó có đặc điểm có thể nói rồi, tức là cái quả cái chạy nó khoảng độ 3-4 tiếng thôi. Thì 3-4 tiếng mà vậy thì mà cái đặc điểm của cái này rất hay là nó có thể lắp được rất nhiều loại quả, rất nhiều loại máy. Máy hấp phụ riêng, rồi các cái máy lọc liên tục, rồi kể cả thận nhân tạo. Vì vậy thì dường như là đang trong đoạn dịch này thì nó thiếu vật tư, thiếu thứ thì dường như đây là một cái loại giống như cái loại đạn mà có thể lắp lên tất cả các loại súng ấy trong chiến tranh nhé. Nên rất là hay. Và cái này thì chạy 3-4 tiếng, vậy thì những bệnh nhân mà nặng thì người ta rất dễ và chuyển nặng rất dễ, có khả năng dung nạp. Chứ nếu mà mình dùng chạy liên tục, chạy kéo dài thì những bệnh nhân ấy thì thường là phải gây mê thở máy rồi. Thế vậy thì chạy 3-4 tiếng thì có thể rất dễ áp dụng sớm ở những bệnh nhân đang chuyển nặng. Ví dụ đang HFNC, nguy cơ tiến triển nặng, bắt đầu có vẻ cái nguy cơ khó kiểm soát, các IL6 hoặc là CRP gì đó nó tăng. Thì vậy thì nếu chỉ tiến triển sớm thì chạy 3-4 tiếng sau nó ngắt ra, bệnh nhân lại quay trở lại cái thay đổi tư thế nằm sấp vân. Thì vậy đây là một cái cơ hội vừa áp dụng sớm, vậy sẽ dùng nạp và mở rộng ra thì em nghĩ đây là một cái lựa chọn cũng thể cũng được, cũng hay. Mà kinh phí nếu mà chạy hấp phụ không thì mà nếu lúc đang sớm thì lúc chưa biến nặng lắm thì nó chưa phải nội môi, chưa phải lọc nội môi, yếu tố liên quan nội môi nữa thì chắc là cũng chỉ là học lớp phụ không thì quả lọc nó chỉ hơn chục triệu thôi. Còn nếu khi lọc trên nặng bệnh nhân nặng thì gấp cả CVS thì sẽ phải thể thêm quả kinh phí của thêm quả CVS nữa. Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Nguyên rất là hay. Nhưng mà Nguyên ơi, cho mình hỏi là mình có đã làm tổng kết hết báo cáo gì chưa? Kể cả ít cũng được. Có những ca đấy mình đã tổng kết báo cáo gì chưa Nguyên? Alo, bác sĩ Nguyên bật mic lên, bật vào tai nghe xem nào. Alo. Alo, bác sĩ Nguyên nghe rõ không? Nguyên à? Không nghe thấy à? Vâng, báo cáo thầy thì có nhiều, một ngày chạy hàng chục cuộc cái thầy ạ. Ừ, nhưng mà vấn đề là mình có tổng kết lại không, viết thành bài báo không, mình anh em mình làm gọi là cứ theo thói quen thôi, chứ còn tất cả những cái dữ liệu nó rất là quý, đâu có phải mỗi khi nó không có dịch đâu. Mình thấy là bên bác sĩ Chu ở bên Philippines đấy, người ta làm rất là sớm, người ta chỉ làm 3-4 ngày là đỡ ngay rồi. Tôi vẫn có cảm giác là nhà mình để chậm quá. Đúng rồi, chậm, quá chậm. Vâng. Đúng không? Chậm. Cứ đặt đổi cái máy rồi mới làm, đâm ra là làm rất là lâu. Có một bệnh nhân COVID này ôm máy thở đến 3-4 tuần. Vâng, muộn quá rồi. Vâng. Đấy, tôi phải giúp. Vâng. Với cái ngộ độc thì chúng em có tổng kết, có đề tài rồi, công bố báo, tuy nhiên báo trong nước thôi, bởi vì còn cái nếu số lượng lớn thì phải trên lấy mất thời gian lấy bệnh án. Thế còn khi H330 trên COVID thì mới chạy thử một số bệnh nhân ở Bắc Giang, thì thấy nồng độ siêu tu kiện giảm tốt. Không, nhưng mà mình viết báo cáo đi. Vâng. Hay mà. Vâng. Ok. Vâng. Cảm ơn Nguyễn. Vâng ạ. Vâng. 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 Vâng, xin mời các bạn cần hỏi nhiều. Em xin cho phép trả lời cái câu hỏi về các bạn hỏi về heparin trong cái lọc hấp phụ á. Nếu ai thì em đã trả lời rồi, thì em bạn hỏi là có đậm đặc hay không, thì thật ra khuyến cáo vẫn là gì 12.500 đậm đặc trong lọc, và sau đó mình ngâm hai nữa thì trong
các bạn hỏi là có dùng Luco không, thì thật ra thì vẫn có dùng Luco, và khi dùng Luco thì tính của Luco là tính ưa ngậm, tính của chất resin trong hạt đó, của cái màng lọc đó, thì nó ngậm đường, vì thế người ta vẫn dùng Luco và đồng thời phải ngâm đó, ngâm cũng 30 phút đó, để cho nó pha loại, nó tăng cái tính hấp thụ của cái resin đó lên. Thứ hai nữa là khi mà mình cho 4 cái chai natri còn lại á, để mình đuổi khí trong hệ thống màng á, thì bên hãng người ta vẫn khuyến cáo là mỗi chai như thế dùng là 1250 đơn vị heparin, nhưng mà cũng tùy trường hợp á, thì cái chai cuối cùng của cái chai natri để mà mình đuổi sạch khí cho để sạch heparin á, thì chai đó là mình không sử dụng heparin đó, tức là mình ramen như thế nào nhưng mà chai cuối cùng, chai natri daru cuối cùng mình không sử dụng heparin, vì mục đích mình là đuổi bớt heparin trong cái bộ vàng và trong cái màng lọc đó đi. Còn cái liều em xin lỗi là liều heparin sử dụng trong lọc trong hấp phụ của bệnh nhân COVID như thế nào, thì em xin nhờ thầy và các anh chuyên gia trả lời giùm em vấn đề này ạ. Còn vấn đề tới kế nữa là các bạn hỏi là mình sử dụng hấp phụ này, mình sử dụng theo chiều có ba phương pháp redialysis rồi trước màng gì đó, thì đó là tính chất hấp phụ là gì, chỉ cần dòng máu đi qua, chỉ cần dòng máu đi qua cái màng HA đó là tự động nó gắn kết với hạt resin đó thôi, cho nên mình sử dụng rì hay là không rì gì nó cũng gần như nhau hết đó, miễn là có máu đi qua màng đó là tự động nó sẽ hấp phụ, và thời gian khuyến cáo thì chỉ từ 2 tiếng đến 6 tiếng, nếu mà mình chạy trong hết khoảng thời gian đó thì mình ngừng. Em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn Toàn. Có một bạn hỏi là nếu mà không định lượng được anh Tetlokin 6 thì làm thế nào? Thực ra thì định lượng anh Tetlokin 6 để các bạn làm có cái chi tiết và nghiên cứu nó sâu hơn thôi, chứ còn lại chúng ta học là khi các bệnh nhân có nhịp thở 30 lần trở lên trong một phút, bệnh nhân có SpO2 dưới 92%, nghĩa là hai cái thông số thì lúc nào chúng ta cũng nhìn được. Đấy là những cái là chúng ta tại sao phải làm sớm. Đấy, hoặc là thì chúng ta bắt đầu bệnh nhân phải sử dụng các biện pháp thở máy không xâm nhập đấy, qua mặt nạ hoặc HFNC, những cái đấy là chúng ta có thể làm luôn. Xin nhắc lại, tôi vẫn có cảm giác là chúng ta đang làm rất là muộn, vì chúng ta cứ băn khoăn liên quan đến thanh toán lên nọ kia, đâm ra là cứ đặt nội khí quản này mới làm, đâm ra là làm nó rất là lâu, 5-7 ngày thậm chí còn lâu hơn, và thứ hai là bệnh nhân cũng phải thở máy rất là dài ngày. Cố gắng làm sớm hơn nữa thì hy vọng kết quả là sẽ bớt đi được cái số lần lọc. Ví dụ bác sĩ Chua bên Philippines người ta chỉ làm có 3-4 ngày thôi, thường là 3 ngày thôi, công thức 2-1-1, tức là ngày đầu 2 quả, những ngày sau là mỗi ngày 1 quả. Nó cũng đỡ công và đỡ tốn tiền. Và có bạn hỏi học lọc máu hấp phụ thì liều thuốc corticoid và tocilizumab có thay đổi liều không? Thì cái này tôi xin nợ, tôi chưa dùng cái tocilizumab bao giờ, tôi biết. Tôi phải hỏi mấy bạn dược xem cái cơ chế của nó có bị hấp phụ bởi các cái phiên lọc này không. Cảm ơn bạn, sẽ trả lời sau. Dạ, em xin phép trả lời tiếp về câu hỏi về quả lọc HA330 kèm quả lọc Omnicef Plus. Dạ, thì sau 4 tiếng đó hết, 4 đến 6 tiếng mà hết tác dụng của cái quả lọc HA330 thì mình tháo kết nối, mình ngắt kết nối của quả lọc HA330 ra và mình tiếp tục lọc máu bằng cái vỏ lọc Omnicef, không cần thiết phải thay à, trừ khi là ở đông mà thì mình mới thay thôi. Vâng, cũng có bạn hỏi là liệu thì trong giảm bớt các cái cơn bão cytokine có thể dùng cái pan therapy corticoid được không? Thì hiện nay vẫn có một số các nghiên cứu nó có cái tính chất gọi là nó chưa nhất quán, nhưng mà đồng ý là nếu thì bắt đầu người ta thường cho 6 mg với khi bắt đầu thở oxy, nhưng chúng tôi đồng ý với bạn là khi bệnh nhân có cái mức độ mà cytokine ví dụ sốt cao lên 40 độ, thay đổi ý thức suy tạng nhiều lên, chúng ta không nhất thiết phải 6 mg để sametazone, mà chúng ta có thể tăng lên 12, 18 cũng tương mg cũng tương tự như vậy, thậm chí là có nơi người ta còn cho 20 mg thì cũng tương ứng như vậy, 6 mg gọi là dexamethasone tương ứng với khoảng 40 mg metilprednisolone. Nếu mà gấp 2 3 lần thì các bạn nhân lên gấp 2 3 lần. Đấy, nhưng mà xin nhắc lại phải làm sớm, vì chúng ta vẫn cứ bị muộn, đến khi mà bắt đầu mà phổi thở máy rồi trắng hết rồi bắt đầu chúng ta mới lại cho tăng liều, lúc bây giờ hiệu quả nó lại không cao và nguy cơ nhiễm trùng nó lại nhiều lên.
Còn trong cái kỹ thuật mà loại bỏ cytokine này, các bạn có cái máy gì, có kỹ thuật gì quen thì các bạn dùng cái đấy. Từ cái kỹ thuật plasma exchange, plasma pheresis, đấy, bất kể kỹ thuật gì các bạn có cái gì loại bỏ được thì chúng ta loại bỏ. Thế thôi. Mục tiêu của nó là làm giảm nồng độ cytokine. Thứ hai là lập lại cái cân bằng giữa các yếu tố tiền viêm, gọi là yếu tố hoặc là gọi là yếu tố gây viêm và yếu tố kháng viêm, thì nó mới giảm bớt được suy tạng. Còn các bạn có cái gì thì dùng cái đấy. Kỹ thuật nào cũng được. Vì trong lúc đại dịch này nhiều khi chúng ta không thể mua được, các hãng người ta không thể cung cấp hết một lúc được. Có cái gì thì dùng cái đấy. Trong với COVID-19 thì người ta dùng heparin. Tại sao ở Việt Nam chúng ta không dùng citrate cho các lọc máu? Bởi từ lâu chúng tôi mới phát hiện ra là heparin nó có tác dụng chống viêm. Ví dụ các bạn trong sốc nhiễm khuẩn, chúng ta chỉ cần lọc máu trong khoảng 6 giờ thôi, chúng ta ngừng được thuốc vận mạch. Chứ còn thế giới người ta cứ so sánh cái tỷ lệ tử vong, người ta bảo chả khác gì nhau. Còn mình đây thì mình không nghĩ đến như vậy. Mình nghĩ có lẽ là một thêm vào một cái thứ gì đó điều trị hỗ trợ. Và đặc biệt trong COVID-19 nó có cơ chế tăng đông và tắc mạch, cho nên chúng ta khi lọc máu chúng ta cho heparin chống đông đường màng lọc, đồng thời heparin nó đi vào trong máu. Đấy là được hai tác dụng. Cho nên tôi khuyến cáo là các bạn nên dùng heparin, không nên dùng citrate. Còn citrate là người ta chỉ chống đông cho cái màng lọc thôi, chứ nó không có tác dụng gì ở trong ấy cả. Em có đồng ý không? Dạ em xin phép thầy, để em trả lời thêm hai câu hỏi. Có một câu hỏi là khi mà mình ngắt kết nối quả lọc hấp phụ, mình có cần trả máu về hay không? Dạ thì thật ra nếu mà muốn an toàn thì mình trả máu về. Tại vì khi mà trong cái lượng cái quả lọc hấp phụ á, thì nó có cái lượng thể tích máu nhất định. Vì vậy mình muốn, nếu mình muốn không mất cái thể tích máu đó, mình nên trả máu về. Và sau đó mình trả máu về, sau đó mình mới tiến hành mình ngắt kết nối. Dạ thì cái đó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Câu hỏi thứ hai nữa là có thể lọc HA330 đơn độc trên máy đi bắt như nãy thầy có nói rồi. Thầy có nói là có máy gì thì mình làm máy đó. Cho nên là đi bắt cũng được, Omniset cũng, Omniset Plus được, và máy thậm chí mình kết nối quả lọc với lại một máy AHD bình thường cũng được. Dạ, có máy gì xài máy đó như thế thầy. Dạ. Vâng, các bạn cần hỏi gì không? Vâng, nếu mà không, các bạn không hỏi gì nữa thì xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn bác sĩ Chua rất là nhiều. Cảm ơn bạn Toàn. Bác sĩ Chua đã chia sẻ ra kinh nghiệm và bên kia người ta làm sớm. Đấy, chúng ta cũng học được ngày hôm nay. Để chúng tôi sẽ cố gắng đưa vào các cái phác đồ để làm sao cho chúng ta áp dụng. Thank you very much, Dr. Chua. Thank you for sharing your knowledge, sharing your experience. Very useful for us. Thank you very much. Thank you. Okay. Goodbye. Bye bye. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả anh chị. Rồi, xin chào tất cả các bạn.